Chương 110, điên cuồng 30 phút. OH. Thượng đế. Suarez. Khải. Một lần hoàn mỹ phản kích ghi bàn. Arsenal gỡ hòa. Paul. Mason kích động từ trên ghế nhảy lên, một bên đi sân cũng là dùng sức quơ múa quả đấm. Hắn mặt kích động nói, Khải thứ hai trợ công. Arsenal gỡ hòa tỷ số. Trận đấu này đơn giản quá điên cuồng. Cái này hai chi đội bóng ở ngắn ngủi 30 phút đánh vào 4 viên ghi bàn, bọn họ hoàn toàn là ở đánh lộn. Mấu chốt nhất là Arsenal là sân khách tác chiến, mà bọn họ một chút cũng không có khiếp đảm, nhìn một chút bọn họ đã có nhiều tự tin. Paul. Ma Sơn đạo. Manchester City thật đáng tiếc, bọn họ không có thể bảo vệ ưu thế, Guardiola dạy cho bọn họ thế nào ghi bàn, nhưng lại chưa nói cho bọn họ biết như thế nào lợi dụng ghi bàn đi đạt được thắng lợi. Xem xét lại Arsenal ở phương diện này liền tốt hơn rất nhiều, Arsenal bền bỉ cho chúng ta cực lớn ngạc nhiên, giống như trong trận đấu này, ở lạc hậu sau, Arsenal nhanh chóng gỡ hòa tỷ số, cho dù là Manchester City, cho dù là sân khách tác chiến, bọn họ vẫn vậy triển hiện Champions League đương kim vô địch phong thái. Đây chính là Arsenal. Wenger vì chi này Arsenal giao cho chiến thuật hệ thống, mà Khải thời là vì bọn họ sáng tạo linh hồn. Hiện trường Arsenal sân khách người hâm mộ cũng sắp điên rồi. Bọn họ chứng kiến một trận điên cuồng tranh tài. Là ở Manchester City đối công đại chiến trong, pháo thủ nhóm không hề khiếp nhược, bọn họ đã đến vô cùng hãn dũng. Dẫn trước, đuổi ngang, lạc hậu, lần nữa đuổi ngang. Hai chi đội bóng đều ở đây trận đấu này lấy ra đủ cường đại ý chí chiến đấu, bọn họ không mảy may nhường, bọn họ đều ở đây vì thắng lợi bính hết tất cả. Hay là Nhạc Khải? Lại là Nhạc Khải mấu chốt cướp bóng cùng với trợ công. Chim Tuấn mặt thở dài nói, ta cũng không biết nên như thế nào đi ca ngợi hắn, hắn đơn giản quá hoàn mỹ. Từ cướp bóng đến trợ công. Nhạc Khải dùng sức một mình rung chuyển Yaya Touré, David Silva, De Bruyne nắm trong tay Manchester City trung tràng. Một mình hắn hướng ba tên siêu nhất lưu trung tràng phát khởi khiêu chiến. Cái này lệnh ta nhớ tới trận kia kinh điển La Liga Derby, một bên là Beckham, Zidane, Ronaldo chờ chúng tinh tụ tập giải ngân hà, bên kia là do Tiểu La xuất lĩnh Barcelona, mà trận đấu kia Tiểu La dùng biểu hiện chinh phục toàn bộ sân bóng. Hắn đối mặt hoa lệ giải ngân hà không có chút nào lùi bước. Mà trong trận đấu này, Nhạc Khải giống như vậy. Đá quá tuyệt vời. Chim Tuấn không nhịn được lớn tiếng khen ngợi. Một bên Trương Lỗ thời là thở dài nói. Manchester City chung quy là không có thể bảo vệ ưu thế A. Bọn họ bệnh cũ lại tái phát, ở đạt được ưu thế dưới tình huống, toàn thân chiến thuật hệ thống lần nữa trở nên không nghiêm cẩn đứng lên, Sterling càng là liên tiếp bị lỗi, rõ ràng cánh đã đánh không được, nhưng vẫn vậy muốn cưỡng ép nếm thử, cái này mới đưa đến cái này ghi bàn xuất hiện. Nói tới chỗ này, Trương Lỗ cảm khái nói, so sánh với những thứ kia hào môn mà nói, tân sinh Manchester City vẫn là thiếu hụt kia một phần nền tảng A. Chim Tuấn cũng là gật đầu nói, đây chính là lấy tiền đóng đi lên hậu quả. Manchester City các cầu thủ từng cái một nét mặt đều vô cùng khó coi. Bọn họ khó khăn lắm mới thu được ưu thế, nhưng Arsenal lại lần nữa gỡ hòa tỷ số. Chúng ta cần phải nhanh ghi bàn. De Bruyne mặt sốt ruột nói, bọn họ có thể gỡ hòa tỷ số, vậy chúng ta liền đi vào bọn họ không có cách nào gỡ hòa vị trí, chúng ta tấn công vẫn rất có hiệu. Đến đây đi. Để cho chúng ta cùng nhau. Lách cách. David Silva vỗ một cái De Bruyne bả vai. De Bruyne mặt không hiểu quay đầu, đội trưởng. David Silva nhẹ nhàng lắc đầu, đạo, ngươi xem một chút các đồng đội trạng thái, bây giờ còn có thể tiếp tục tiến hành vọt lên sao? Nghe vậy, De Bruyne quay đầu nhìn lại. Hắn lúc này mới phát hiện các đồng đội từng cái một thở hổn hển. Bọn họ mồ hôi đầm đìa, hiển nhiên trước 30 phút trong kịch liệt đối kháng đang điên cuồng tiêu hao thể năng của bọn họ. Không chỉ là Manchester City cầu thủ, Arsenal cầu thủ cũng là như vậy. Hơn nữa nếu như từ trên số liệu nhìn, Arsenal so với bọn họ chạy còn nhiều hơn. Lúc này, tất cả mọi người thể năng đều đã lâm vào một cần bổ sung trạng thái. Nửa hiệp sau đi. Ta nghĩ Arsenal bên kia cũng sẽ không tiếp tục tiến công, thắng bại phải đặt ở nửa hiệp sau. Cùng lúc đó, Nhạc Khải cũng ở đây vỗ Can bả vai, đạo, còn có thể kiên trì sao? Can gật đầu một cái, nhưng người này hô hấp cực kỳ dồn dập. Hiển nhiên thật không dễ chịu. Những người khác trạng thái cũng không khác mấy. 30 phút cường độ cao đối kháng cùng với đối công bên trong, thể năng tiêu hao là cực lớn. Nhạc Khải suy nghĩ một chút nói, trước ổn định một chút tiết tấu đi, Manchester City bên kia cũng không chịu nổi, đoán chừng thắng bại phải đặt ở nửa hiệp sau. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Mà tranh tài sau khi bắt đầu, hai bên thật giống như nói xong rồi bình thường, không xuất hiện ở hiện hơn nửa hiệp cái loại đó cường độ cao đối kháng cùng với nhanh chóng phản kích. Tiết tấu toàn thân trượt rất nhiều. Cứ việc trong đó cũng trộn lẫn kẹp một ít đột nhiên tấn công. Nhưng số lần cũng không nhiều. Hiển nhiên, lúc này bọn họ đã không chạy nổi. So sánh với trước 30 phút mà nói, phía sau một 5 phút đồng hồ liền lộ ra rất là bình thản. Bất quá người hâm mộ cũng không cảm thấy tiếc nuối, ngược lại là có loại lấy hơi nhẹ nhõm cảm giác. Dù sao trước 30 phút, bọn họ thời khắc căng thẳng, có người khẩn trương thậm chí cũng quên thở, cả khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng. Bây giờ không chỉ là cầu thủ nghỉ ngơi một chút, người hâm mộ cũng muốn buông lỏng một chút. Bình luận viên cũng là như vậy. Thấy được hai đội tiết tấu đổi lại, bọn họ cũng là không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Nhất thời cảm giác cổ họng một mảnh khô khốc, thậm chí có chút đau. Bọn họ uống một hớp, lúc này mới hóa giải một ít khó chịu triệu chứng. Xác thực nên chậm một chút tiết tấu. Paul Mason cảm khái nói. Ở không thay đổi tiết tấu, như vậy một mực kêu đi xuống, thanh đái tuyệt đối bị tổn thương. Một 5 phút đồng hồ thời gian rất nhanh liền đi qua. Hai đội trong khoảng thời gian này đều không thể đạt được bất kỳ ghi bàn, bọn họ thật giống như nói xong rồi một nửa, vững vàng vượt qua khoảng thời gian này. Hiệp đầu tỷ số, Manchester City 2-2 Arsenal. Hiển nhiên, bọn họ đều sẽ thắng bại mấu chốt đặt ở nửa hiệp sau. Nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi. Đây là năng lượng thức uống, ta biết các ngươi rất khát, nhưng đừng uống vào. Patricia đem một chai bình năng lượng thức uống phân phát đi xuống. Nhạc Khải cầm lên năng lượng thức uống bình miệng nhét vào trong miệng, hung hăng một chén. Nhất thời một cổ mát mẻ cảm giác tràn ngập vòm họng. Cổ họng bắt đầu ngọ ngoậy, mong muốn đi tiến hành nuốt. Nhưng Nhạc Khải biết không có thể uống vào, hắn chỉ có thể cứng rắn nhịn được, cũng ói ở một bên trong thùng nước. Những người khác cũng là giống nhau dáng vẻ. Cứ việc rất giống uống nước, nhưng bọn họ không thể uống đi xuống. Chỉ có thể dùng loại này lừa gạt pháp tới để cho thân thể thoáng hóa giải một ít. Nặng nề tiếng thở hào hển tràn ngập toàn bộ phòng thay đồ. Không có người nói chuyện. Các cầu thủ cũng mệt lả. Rất nhanh, Wenger liền đi vào. Hắn trực tiếp bắt đầu bố trí nửa trận chiến thuật an bài. Kỳ thực cũng không có cái gì biến hóa quá lớn, nhưng ở chi tiết trợ giúp các cầu thủ tiến hành nắm giữ, đồng thời tổng kết một cái hơn nửa hiệp một vài vấn đề. Trung tràng chặn lại, không hề chỉ là trung tràng công tác, ta một mực ở nhấn mạnh liên động phòng thủ, tiên phong lui về, hậu vệ ép tiến. Những thứ này đều cần đồng thời tiến hành, đặc biệt là ở hỗn loạn dưới tình huống, các ngươi càng là muốn tỉnh táo lại. Manchester City đã xuất hiện mệt mỏi, chúng ta lối đánh hữu hiệu, cho nên nói, các ngươi chỉ cần phải kiên trì lên, lúc này so đấu chính là ý chí. Wenger thanh âm vang dội Arsenal phòng thay đồ. Cùng lúc đó, Manchester City phòng thay đồ giống như vậy. Lúc này so chính là người đó có thể kiên trì lâu hơn, ai có cứng cáp hơn ý chí lực, không nên đi nghĩ hơn nửa hiệp những chuyện kia, đó là trước kết quả, không cách nào tiến hành thay đổi, đừng trầm luân trong đó, ở nửa hiệp sau tìm thắng lợi cơ hội. Guardiola đem chiến thuật bản đẩy ra. Bây giờ không cần cái này, đây là thích hợp nhất chiến thuật của các ngươi hệ thống. Các ngươi cũng cần dựa vào bộ này chiến thuật hệ thống tới chiến thắng Arsenal. Đây là kiểm nghiệm các ngươi, đồng thời cũng là kiểm nghiệm Manchester City mấu chốt. Ngoại hạng Anh vô địch. Champions League vô địch. Luôn sẽ có vậy cần chúng ta đi phấn đấu truy đuổi, chỉ có các ngươi hoàn toàn nắm trong tay bộ này chiến thuật hệ thống, như vậy vô địch liền ở trước mắt. Nói xong, Guardiola cúi đầu nhìn đồng hồ, vỗ tay nói, còn có 3 phút. Tất cả mọi người không cần nói, nắm chặt nghỉ ngơi khôi phục thể năng. Guardiola rút lui đến một bên. Trợ lý huấn luyện viên tìm tới, lo lắng thắt thỏm đạo, chúng ta thật không đi hạn chế Khải. Nói thật, hắn bị Nhạc Khải đá sợ. Loại trạng thái này Nhạc Khải cho người một loại không thể ngăn trở cảm giác. Phòng thủ, tấn công hai tay bắt, hai tay cũng rất cứng. Chương 111, tần số. Chúng ta thật không đi hạn chế Khải. Thế nào đi hạn chế? Guardiola cau mày nói, chúng ta trung tràng nhưng không cách nào phân ra tài nguyên đi hạn chế Khải. Trợ lý huấn luyện viên dừng một chút, đạo, nhưng như vậy để cho hắn tiếp tục nữa, chúng ta rất có thể xảy ra vấn đề. Guardiola than thở. Hắn làm sao không biết một điểm này? Nhưng thật không có cách nào đi hạn chế. Hoặc là nói, phân không ra đủ tài nguyên. Những thứ kia đội bóng nhỏ vì bảo đảm bình có thể đi phát điên phát rồ hạn chế Nhạc Khải, đem toàn bộ lực lượng vùi đầu vào phòng thủ chính giữa. Nhưng Manchester City có thể làm như vậy sao? Không muốn thắng rồi. Guardiola chủ trương là truyền khống bóng đá, mà không phải giống như Mourinho đi tiến hành khó coi phòng phản. Theo Guardiola, cùng này hạn chế Nhạc Khải, còn không bằng ở tấn công trung tướng Arsenal đánh xuống. Guardiola là một xuất đạo tức tột cùng huấn luyện viên trưởng, hắn có được trời ưu ái làm huấn luyện viên tài hoa, đồng thời cũng có bình thản làm huấn luyện viên trải qua. Hắn xây dựng mộng ba quân đoàn cho tới bây giờ cũng là người hâm mộ hào hứng bàn luận đề tài. Hắn có quá lúc cường đại nhất đội bóng, cái này cũng tư dưỡng hắn cái loại đó kiêu ngạo tâm tính. Tại sao phải nhằm vào phòng thủ? So với hắn đá tốt hơn không được sao? Hơn nữa đối với Guardiola mà nói, De Bruyne không hề so Nhạc Khải chênh lệch. Trung tràng nghỉ ngơi kết thúc, Guardiola lớn tiếng khích lệ nói, các tiểu tử, nửa hiệp sau lấy ra trạng thái, bắt lại thắng lợi. Manchester City các cầu thủ cùng kêu lên đáp một tiếng, chợt nhanh chân đi ra phòng thay đồ. Ở cầu thủ lối đi khúc quanh, De Bruyne nhìn thấy đến từ đối diện Nhạc Khải. De Bruyne ánh mắt mang theo mãnh liệt xâm lược tính. Hắn sẽ chứng minh bản thân mới là tốt nhất trung tràng. Nhạc Khải cũng nhìn thấy De Bruyne, hiển nhiên đối phương sẽ không muốn cùng bản thân chào hỏi, Nhạc Khải cũng không có tự làm mất mặt, chuyển cái ngoặt bước vào sân bóng chính giữa. Trung tràng nghỉ ngơi kết thúc, hai bên chuẩn bị một chút nữa trận tranh tài. Hai chi đội bóng ở hiệp đầu đánh cho thành hai huề. Chim Tuấn nói xong, Trương Lỗ cười cảm khái nói, tràn đầy mùi thuốc súng 30 phút a. Không sai. Hiệp đầu trước 30 phút, hai bên cũng đang điên cuồng tiến hành đối công, mỗi người đánh vào hai cái ghi bàn. Mà tiến vào nửa hiệp sau, hai đội lại có thể đá ra như thế nào tranh tài, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Hai bên cầu thủ đi vào sân đấu, hiện trường trong bọc phát ra từng lớp kịch liệt tiếng hoan hô. Manchester City người hâm mộ cũng là hi. Cứ việc hai bên trước mắt thuộc về thế cân bằng. Manchester City thắng trận xác suất chỉ có một nửa, nhưng người hâm mộ đang ủng hộ đội chủ nhà dưới tình huống, bọn họ cũng muốn thấy được một trận cao chất lượng, cao trình độ đối kháng. Mà trận đấu này hoàn toàn thỏa mãn khẩu vị của bọn họ. Tràn đầy mùi thuốc súng trước 30 phút, hai bên tại kịch liệt đối kháng hạ gần như không có quá lớn sai lầm, 4 cái ghi bàn toàn bộ đều là đá đến vô cùng xinh đẹp. Hơn nữa nhịp điệu thi đấu nhanh đến kinh người, hai người cũng cầm ra bản thân bản lĩnh giữ nhà nghỉ muốn bắt lấy tranh tài. Dĩ nhiên, trong trận đấu này De Bruyne cùng Nhạc Khải phát huy càng là bị người chú ý. Hai người ở trước trận đấu sớm đã trở thành đề tài nhân vật. Cũng là trận đấu này tiêu điểm. Mà trước mắt, De Bruyne có một trợ công cùng với một xúi dục tấn công. Nhạc Khải độc tài hai cái trợ công. Hai người ở hơn nửa hiệp biểu hiện đều là vô cùng đặc sắc. Vô luận là các loại tổ chức đẩy tới, hiệp đồng tác chiến, hai người ở trong trận đấu càng là diễn ra chuyền bóng thịnh yến. Một cước kia chân rực rỡ chói mắt làm người ta thán phục chuyền bóng năng lực hạ, người hâm mộ đã sớm hi đi lên. Dĩ vãng loại này chuyền bóng một lần nhìn đều là vòng top cấp bậc, mà ở trận đấu này, loại này chuyền bóng tụ tập vậy xuất hiện. Nhạc Khải cùng De Bruyne bật hết hỏa lực, hai người ngang vai ngang vế, không nhường chút nào nửa bước. Mà dưới tình huống này, nửa hiệp sau tranh tài, hai bên lại đem đánh ra như thế nào biểu hiện, cái này lệnh người hâm mộ cảm thấy vô cùng mong đợi. Nửa hiệp sau, Manchester City dẫn đầu giao bóng. Nương theo trọng tài chính một tiếng còi hướng, Aguero giao bóng vọt lên phía trước. Mà Arsenal cũng là trước tiên xông về đối phương nửa trận. Arsenal cầu thủ ở phía trước trận tranh chấp cường độ đại biểu, bọn họ từ trước tiên liền tiến vào đến hình thức chiến đấu. Ai cũng đừng nghĩ lười biếng. Tiết tấu cho ta kéo căng. Manchester City không ngừng lợi dụng một cước chạm bóng để duy trì trận hình cùng với chỗ đứng, bọn họ không dám đem chuyền bóng xâm nhập đến Arsenal thủ phủ. Một khi đi tới đối phương trung tràn tuyến, tranh chấp áp lực đúng là mắc cấp bậc. Nhạc Khải cùng Can hai cái này của máy cướp bóng là ở chỗ đó xem đâu. Manchester City hiển nhiên không muốn cùng đối phương trung tràn tuyến cứng đối cứng. David Silva khi nhìn đến Nhạc Khải cùng Can chỗ đứng thoáng dựa vào trước sau, quả quyết ra cầu. Một cước chuyền dài cầu tìm Sterling. Sterling cũng là nhanh chóng khởi động. Bất quá, Can phản ứng cũng rất nhanh, hắn từ phía sau không ngừng đến gần Sterling. Chờ Sterling dừng bóng sau, Can cũng ra bây giờ đối phương bên người. Người này. Sterling rất khó chịu. Hiệp đầu, hắn liền ăn đủ rồi Can đau khổ, hiện tại gia hỏa này lại dán đến đây. Sterling kéo cầu, dùng thân thể đỉnh một cái Can, chợt chân to dời đi. Navas vừa muốn tiến lên tiếp ứng, bả vai ra chợt truyền tới áp lực thực lớn. Quay đầu nhìn lại, Nhạc Khải không biết lúc nào dán đi qua. Mau tránh ra. Navas liều mạng về phía trước chen, nhưng Nhạc Khải gắt gao hợp lý hắn, cùng sử dụng lực chắp tay một cái mông. Đem đối phương từ điểm rơi bước lui. Chợt nhẹ nhõm tháo xuống quả bóng nghênh ngang mà đi. Navas a. Hắn không có thể ở trạng thái tỉnh trong đối kháng thắng được Khải, quả bóng quyền khống chế đi tới Arsenal trong tay. Paul. Mason lắc đầu. Cứ việc Nhạc Khải trạng thái tỉnh đối kháng nương theo thể trọng hạ xuống, có chút yếu đi. Nhưng khủng bố nòng cốt năng lực chống đỡ dưới, vẫn vậy không phải Navas có thể rung chuyển. Bây giờ Nhạc Khải cho người cảm giác chính là linh hoạt trong không mất vững chắc. Quả bóng đi tới Arsenal khống chế hạ, Nhạc Khải đem quả bóng chuyền cho Flamini, cũng tiến về tiếp ứng. Flamini không có chuyền cho Nhạc Khải, chủ yếu là Nhạc Khải bên người có Navas theo vào. Người này từ cánh một mực theo đến nơi này. Nhạc Khải cũng là liếc mắt một cái Navas. Người này khi nhìn đến Flamini không có chuyện cho Nhạc Khải sau liền quay đầu trở lại vị trí của mình. Mà Nhạc Khải cũng là về phía trước chạy mấy bước. Sanchez đem quả bóng chuyền cho Nhạc Khải. Nhạc Khải nâng đầu quan sát chốc lát, chợt xoay người chuyền cho Can. Nhạc Khải lại đến gần Can. Làm Can cho mình chuyền bóng lúc, Nhạc Khải nghe được tới từ sau lưng tiếng bước chân dồn dập. Nhạc Khải lúc này khởi động nhanh chóng tiến lên tiếp ứng. De Bruyne theo sát ở Nhạc Khải phía sau cái mông. Ở Nhạc Khải dừng bóng sau, De Bruyne lập tức thiếp thân, hét lớn, ngăn hắn lại. Thượng nhân a. David Silva vừa muốn chạy tới, lúc này hắn thấy được Nhạc Khải dùng sức vặn eo, cả người cứng rắn xoay người dời đi. Mà De Bruyne thời là theo Nhạc Khải xoay người lực đạo, bịch một cái té xuống đất. De Bruyne gương mặt mộng bức. Một khắc kia, Nhạc Khải mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn liền là không thể ngăn trở. Hắn thậm chí đều không thể để cho Nhạc Khải dừng lại chốc lát. Cái này là cái gì quỷ vậy đối kháng năng lực? De Bruyne chủ động tìm kiếm thân thể đối kháng. Nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp Khải đối kháng năng lực, đối mặt những thứ kia lớn trọng tải trung phong, Khải cũng có thể theo chân bọn họ tiến hành đối kháng, càng chưa nói De Bruyne. Hiện giai đoạn De Bruyne không gọi được đặc biệt trắng chắc. Cứ việc thân thể vẫn là cái đó nhắc nhở, nhưng lực lượng nòng cốt kém xa. Vì thế, Nhạc Khải rất dễ dàng liền thoát khỏi. Dĩ nhiên, Nhạc Khải cũng có thể thể hiện chút cước pháp, nhưng có thể đơn giản xử lý dưới tình huống, hắn cũng không muốn phô trương kỹ thuật, lãng phí thể năng. Hơn nữa, hắn cũng không phải kỹ thuật lưu trung tràng. Bất quá. Nhạc Khải vẫn vậy vững vàng nắm giữ quả bóng quyền khống chế, cũng chậm rãi hướng đối phương nửa trận chạy đi. Cái trước người. Yaya Touré trống to, phát hiện không ứng cử viên chọn theo vào sau, hắn chỉ có thể chủ động vọt tới. Yaya Touré là một chân chính hình lục giác chiến sĩ. Hắn ở Nhạc Khải trước người, né người ngồi xổm xuống. Cái này phòng thủ tư thế, Nhạc Khải rất tin tường, dù sao lấy trước hắn chính là như vậy đá bóng. Yaya Touré nhìn chằm chằm Nhạc Khải, hắn nhìn chằm chằm cầu. Nhạc Khải tại thân thể diện rộng đung đưa sau, phát hiện đối phương không chút lay động. Chợt lập tức thay đổi sách lược. Hàng năm dưới chân tần số huấn luyện, bây giờ cũng là nên triển hiện thành quả thời điểm. Nhạc Khải chân trái về phía trước một chuyến, chợt lập Mane trừ. Yaya Touré ánh mắt sáng lên, bỗng nhiên bước lên trước, quả quyết ra chân. Nhưng ngay lúc này, Nhạc Khải chân phải đột nhiên kéo cầu, tránh thoát đối phương vươn ra chân, cũng hướng bên phải tiếp tục mức độ lớn hoành phát, cả người theo vào hoàn thành đột phá. Ở ngắn mũi 2 giây bên trong, Nhạc Khải hoàn thành đẩy bóng bên trong trừ, kéo cầu hoành phát qua người động tác, thành công lừa gạt Yaya Touré lướt qua Manchester City tuyến hậu vệ. Hút. Manchester City người hâm mộ hít sâu một hơi, Nhạc Khải lướt qua trung tràng tuyến, Arsenal 3 tên tiên phong thẳng tắp về phía trước rất gần. Đây hết thảy đều ở đây nói cho bọn họ biết. Manchester City khung thành, nguy hiểm. Chương 112, trợ công hat-trick. Đột phá Yaya Touré phòng thủ, Nhạc Khải trước mặt trở nên trống trải ra. Nhạc Khải đầu tiên là ngẩng đầu nhìn một chút khung thành phương hướng, chỉ là cái nhìn này liền làm Jose hai chân căng thẳng, tùy thời làm ra cản phá chuẩn bị. Nhưng Nhạc Khải cũng không lựa chọn sút xa, mà là đem quả bóng phân cho bên trái nói cho cầu băng lên Aubameyang. Coi chừng Aubameyang. Jose sốt ruột chỉ huy. Hắn xem đồng đội vọt tới, nhưng Aubameyang đột nhiên tăng tốc độ, về phía trước thọc cầu, trực tiếp dùng tốc độ ăn sóng Manchester City hậu vệ biên. Đáng chết. Jose thầm mắng một tiếng. Xem đã tiến vào vòng cấm địa Aubameyang, nội tâm còi báo động đánh lên. Aubameyang tốc độ rất nhanh, hắn nhanh chóng hướng về hướng khung thành. Aubameyang vẫn còn ở dẫn bóng. Nên sút gôn. Chim Tuấn sốt ruột hô to, ở mang hai bước sút gôn góc độ đều phải bị phong kín. Nhưng Aubameyang vẫn vậy lựa chọn tiếp tục vọt lên, mà ở hai bước sau, nhìn thấy Jose quỳ một chân trên đất, mở rộng cánh tay, mở rộng phòng thủ diện tích động tác sau, hắn quả quyết né người đem quả bóng truyền hướng nghiêng phía sau. Chuyền bóng. Aubameyang lựa chọn chuyền bóng. Chim Tuấn lập tức nhảy dựng lên. Cái này chuyền bóng thời cơ quá tốt rồi. Mà ở hậu phương vị trí, Nhạc Khải đã giết tới đây. Nhạc Khải. Sút gôn sao? Liền ở tất cả người khẩn trương nhìn soi mói, Nhạc Khải làm ra sút gôn động tác. Jose lập tức gắng sức bên nhào, hắn không biết Nhạc Khải cụ thể sút gôn góc độ, nhưng lúc này tổng so cái gì cũng không làm tốt. Nhưng ở cản phá quá trình trong, Jose tuyệt vọng phát hiện, Nhạc Khải giống vậy lựa chọn chuyền bóng. Một giả thiết chân truyền, đem quả bóng phân đến cánh phải. Mà ở nơi nào, Suarez đột nhiên xông ra, hắn đón quả bóng chính là nhẹ nhõm đệm chân gôn trống. Nửa hiệp sau vừa mới bắt đầu không bao lâu, Arsenal lại lần nữa thu được ghi bàn. Cái này ghi bàn xuất hiện cực kỳ đột nhiên, không chỉ là Manchester City người hâm mộ, ngay cả người hâm mộ Arsenal cũng là chưa kịp phản ứng. Dẫn trước rồi. Soạt. Hiện trường người hâm mộ Arsenal bộc phát ra kịch liệt tiếng hoan hô. Ghi bàn. Arsenal lần nữa dẫn trước. Cùng lúc đó, Manchester City người hâm mộ thời là ông đầu, gương mặt không dám tin. Đáng chết. Nửa hiệp sau vừa mới bắt đầu, Arsenal liền ghi bàn, cái này phá vỡ Manchester City hết thảy chuẩn bị. Bọn họ đem ánh mắt nhìn về ghế huấn luyện. Quả nhiên Guardiola cũng là ngây người như phỏng. Hiển nhiên hắn cũng không có nghĩ qua cái này ghi bàn. Nhưng Arsenal đã hoàn thành ghi bàn, hơn nữa trọng tài chính cũng chỉ hướng vòng tròn giữa sân. Ghi bàn hữu hiệu. Manchester City 2-3 Arsenal. Wow u lao. Suarez. Lập cú đúp. Một lần xinh đẹp tấn công. Xinh đẹp ghi bàn. Paul. Mason vùng cánh tay hô to. Arsenal cái này ghi bàn có thể nói là khó lòng phòng bị. Tất cả mọi người cũng cho là Aubameyang muốn làm một mình, người này lại chuyền bóng. Tất cả mọi người cũng cho là Nhạc Khải sẽ sút gôn, hắn vẫn vậy lựa chọn chuyền bóng. Jose đã hết sức tiến hành hai lần cản phá. Nhưng hắn vẫn là không cách nào ngăn trở lần này ghi bàn. Arsenal đã quá bình tĩnh. Quá thông minh. Bọn họ không cho đối phương bất kỳ bổ túc cơ hội, ở nhất ổn định dưới tình huống mới hoàn thành sút gôn động tác. Arsenal cái này ghi bàn đã quá tốt rồi, Khải tấn công đẩy tới giống vậy đặc sắc. Chúng ta phải rõ ràng một chuyện, Khải đã hoàn thành trợ công hat-trick. hay? Đang đối mặt Manchester City trung tràn dưới tình huống, Khải một người là thành công áp chế bọn họ. Đi sân hưng phấn bày tỏ, nhìn một chút Khải ở trận đấu này phát huy, nhìn một chút hắn cũng làm cái gì, phòng thủ, tấn công, trợ công đều có hắn, loại này phát huy chẳng lẽ còn chưa đủ để chứng minh hắn chính là ngoại hạng Anh thứ nhất trung tràn sao? Đi sân thanh âm rắn rỏi mạnh mẽ. Nhạc Khải ở trận đấu này phát huy đơn giản tốt đến phá trần. Trợ công hat-trick. Hai lần dựng nên ghi bàn mấu chốt cướp bóng. Arsenal 3 cái ghi bàn, Nhạc Khải gần như độc tài 90% công lao, loại này phát huy chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Người hâm mộ Arsenal cũng là hi. Bọn họ hưng phấn không thể tự kiềm chế. Arsenal dẫn trước cộng thêm Nhạc Khải biểu hiện lệnh bọn họ cảm thấy vô cùng hưng phấn. Bọn họ có toàn thế giới tốt nhất trung tràng. Cái gì Modric? Cái gì Pirlo? Cái gì De Bruyne? Những thứ này đều không đủ lấy cùng Nhạc Khải sánh bằng, Nhạc Khải là độc nhất vô nhị. Mà như vậy Nhạc Khải thuộc về Arsenal. Người hâm mộ Arsenal lúc này hưng phấn muốn ngất đi. Nhạc Khải biểu hiện xuất sắc lệnh bọn họ đã không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình. Mà đang huấn luyện viên tịch, Wenger cùng với Patricia mấy người cũng là có chút kinh hãi. Nhạc Khải ở trận đấu này phát huy có chút khiếp sợ đến bọn họ. Dĩ vãng Nhạc Khải xác thực cũng có qua ưu tú phát huy, nhưng chưa bao giờ giống trận đấu này vậy lấy ra điên cuồng như vậy biểu hiện cùng với số liệu. Wenger ánh mắt nhìn về Nhạc Khải, lóe ra không tên tâm tình, quay đầu hỏi, nói cho ta biết, Khải ở trận đấu này số liệu. Cho đến trước mắt, Khải hoàn thành 3 lần thành công dẫn bóng đột phá, 5 thứ chặn lại, 4 thứ cướp bóng cùng với. Côn bớt yên lặng chốc lát, giọng điệu cảm khái nói, 3 cái trợ công. Cái này cái định mệnh là cái gì nghịch thiên số liệu a? Số liệu này đơn giản tốt đến không dám tin. Mà bây giờ cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt, hơn nữa bản thân toàn trình chứng kiến. Wenger chậm rãi thở ra một hơi, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về Patricia, ánh mắt lấp lóe nói, ta đột nhiên có chút sợ. Nếu như chúng ta ở năm 2011 không có thể ký Khải, hết thảy lại sẽ là dạng gì? Lúc này Nhạc Khải không nghi ngờ chút nào là Arsenal thô nhất cứng rắn nhất bắp đùi. Cái gì đơn hạch dẫn đội Farega? Cái gì viện trưởng Van Persie? Biểu hiện của bọn họ cố nhiên không tồi, nhưng xa xa không làm được Nhạc Khải như vậy. Phải biết, người này bây giờ tại đối mặt Manchester City thời điểm, một người liền áp chế đối diện trung tràng. Có Yaya Touré, David Silva, De Bruyne Manchester City trung tràng tổ hợp. Đây quả thực mạnh kỳ cục. Sân đấu trong, Manchester City các cầu thủ cũng là có chút bị khiếp sợ. Chủ yếu là Nhạc Khải phát huy quá yêu nghiệt. David Silva nhìn Nhạc Khải, hướng bên cạnh Yaya Touré nói, ngươi thời đỉnh cao có thể làm được như vậy sao? Yaya Touré hơi há mồm, nhưng cuối cùng không có thể nói ra lời. Yaya Touré thời đỉnh cao dù rằng hùng mạnh. Cái gì trợ công hat-trick loại lại không phải là không có đã làm. Ở mặt đối mặt cường lực trung tràng đội hình dưới tình huống tiến hành áp chế, cũng soát ra đủ phòng thủ số liệu cơ sở bên trên đang hoàn thành trợ công hat-trick, cái này cũng có chút gây khó cho người ta. Yaya Touré yên lặng chốc lát nói, ngươi đây. David Silva không lên tiếng. Hai người cũng rất rõ ràng, trận đấu này sau Nhạc Khải sức ảnh hưởng đem nâng cao một bước. Hơn nữa bây giờ Nhạc Khải có chút mạnh đến mức không còn gì để nói. Arsenal đội hình có thiếu sót, nhưng người này cứ là dựa vào bản thân siêu cường năng lực cho sinh sinh gánh nổi áp lực, cũng ngược lại áp chế bọn họ. Nếu như đem hiện tại Nhạc Khải ném cho mùa giải trước Arsenal, chi này pháo thủ lại đem đá ra như thế nào tranh tài? Không nghi ngờ chút nào, như vậy pháo thủ là khủng bố. Hay, bây giờ không phải là ngẩn ra thời điểm, chúng ta lạc hậu, chúng ta nên gỡ hòa tỷ số. De Bruyne bu lại, nét mặt của hắn vô cùng nặng nề, bất quá trong đôi mắt cũng là tràn đầy ý chí chiến đấu. David Silva hơi sửng sốt một cái, hắn đột nhiên cười khổ nói, ta biết Khải đột nhiên bùng nổ nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Yaya Touré hỏi. David Silva chỉ hướng De Bruyne đạo, bởi vì người này, hai người này ở so tài chút đấy, Kevin cùng Khải biểu hiện ảnh hưởng lẫn nhau, một tốt đối thủ có thể làm cho bản thân trở nên càng thêm ưu tú, ta nghĩ ngươi nên rõ ràng loại cảm giác này. Yaya Touré gật đầu, chợt toét miệng nói, cứ việc rất khó chịu, nhưng chúng ta là phong nền. David Silva nhún vai, phong nền liền phong nền đi, chỉ cần có thể thắng trận là tốt rồi. Nói xong, hắn đi về phía trước. Vừa đi vừa vỗ tay nói, được rồi, các anh em, chúng ta nên đoạt về mất bóng, cũng lên tinh thần, nửa hiệp sau mới bắt đầu, chúng ta còn có đầy đủ thời gian gỡ hòa tỷ số cũng đạt được thắng lợi. Đừng để cho người Arsenal quá mức phách lối, nơi này là thành thị Manchester sân bóng, chúng ta là thành Manchester, để cho chúng ta nói cho đối phương biết thất bại tư vị. David Silva hung ác tiếng nói, để cho chúng ta hung hăng dạy dỗ đám này người Arsenal. Ở David Silva dẫn hạ, Manchester City có chút sa sút, không khí thoáng ấm trở lại một ít. Mà lúc này, Aguero cũng là ôm cầu đi tới vòng tròn giữa sân. Bọn họ không lại bởi vì một mất bóng liền nhận sợ. Bọn họ không chấp nhận sân nhà thất bại. Bọn họ cũng sẽ ở nơi này đánh bại đối thủ. Vô luận đối phương là ai. Chương 113, Kevin De Bruyne. Manchester City đá càng thêm trầm ổn, cứ việc lạc hậu, nhưng bọn họ một chút cũng không có gấp dáng vẻ. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau, tất cả mọi người cũng cho là lạc hậu Manchester City sẽ nóng nảy tấn công hoặc là xuất hiện tâm tính bên trên vấn đề. Nhưng sự thật tỏ rõ, Manchester City cũng không có như thế triệu chứng, bọn họ đánh chắc tiến chắc, thậm chí trung tràng trước mặt trận giữa phối hợp trở nên càng thêm ăn ý đứng lên. Cái này phải lấy với De Bruyne không gián đoạn băng lên tổ chức. De Bruyne ở trận đấu này phát huy giống vậy ưu dị, bây giờ càng là dựa vào năng lực của mình trở thành trong trước trận trọng yếu nằm nhận nhiệm vụ. Lợi dụng một cước chân chuyền bóng, không ngừng vì trước mặt đồng đội chế tạo cơ hội cùng với chuyển vận pháo đạn. De Bruyne ở trong trận đấu này mang cho chúng ta ngạc nhiên rất nhiều, đặc biệt là ở Arsenal tiền vệ trụ tranh chấp hạ, hắn giống vậy có thể ổn định tiết tấu, cũng truyền ra hữu hiệu chuyền bóng, cái này đã đầy đủ làm người ta sợ hãi than. Phải biết, Arsenal hai cái tiền vệ trụ Nhạc Khải cùng Can nhưng là anh siêu nổi danh quỷ kiến sầu. Vô luận là chi kia đội bóng trước trận cầu thủ đối mặt bọn họ cũng phải tao ngộ bất đồng trình độ suy yếu cùng áp chế. Rất nhiều người đều nói, bây giờ chi này Arsenal chính là dựa vào cái này đối siêu cường tiền vệ trụ hợp tác ở đá tranh tài. Mà đối mặt hạn chế như thế, De Bruyne vẫn vậy có thể hoàn thành ra cầu công tác, bảo đảm Manchester City ở phía trước trận tấn công tổ chức tính. Nhạc Khải nhìn về De Bruyne, tâm lý có chút buồn bực. Người này khi nhìn đến bản thân thời điểm, lập tức chỉ biết chuyền bóng. Thậm chí ở Nhạc Khải thiếp thân trước chỉ biết chơi bóng một chạm, hoàn toàn không cho mình thiếp thân cơ hội. Hiển nhiên, De Bruyne cũng rất rõ ràng cùng Nhạc Khải tiến hành gần người giáp lá cà, thua thiệt chỉ có thể là chính mình. Mà dưới tình huống này, Manchester City tấn công bắt đầu từ từ khởi thế. 68 phút, David Silva đột nhiên đem quả bóng phân cho De Bruyne, De Bruyne đón quả bóng lần nữa cầm ra bản thân tuyệt chiêu nhi, đang giải thích viên hô to cầu vòng hoang hô trong, Sterling ở phía sau điểm hoàn thành chuyền nối, bất quá Aguero không có thể nắm lấy cơ hội, quả bóng bị xếp tịch thu. 70 phút, Arsenal nhanh chóng phát động phản kích, từ Nhạc Khải trực tiếp truyền hướng Sagna sau lưng, Aubameyang nhanh chóng khởi động, lợi dụng tốc độ miễn cưỡng ăn Sagna sau, hoàn thành ngoặt vào trong tiến vào vòng cấm địa. Bất quá, Aubameyang truyền xong. Quả bóng bị Jose chủ động đánh ra ôm vào trong ngực. 73 phút, Manchester City quay đầu trở lại, De Bruyne sao chép Nhạc Khải truyền dài cầu, Navas đánh vào Arsenal tuyến phòng ngự. Koscielny phán đoán trước điểm rơi, chủ động đánh ra, trên không trung đem quả bóng đỉnh đi ra ngoài. 7-5 phút đồng hồ, Arsenal trực tiếp vây quanh Manchester City vòng cấm địa bắt đầu chuyền bóng, nhưng đối mặt co rút lại phòng tuyến Manchester City không có cách nào, cuối cùng Nhạc Khải nếm thử tính sút xa, quả bóng lướt qua xà ngang bay ra khung thành. 79 phút, Yaya Touré giống vậy hoàn thành một cước sút xa bị xếp nhào ra ranh giới cuối cùng. Manchester City đạt được một quả phạt góc cơ hội. Đi lên! Đi lên! Tranh bóng bổng. Manchester City không phải một thiện ở không trung chiến đội bóng, nhưng lúc này bọn họ cần quý trọng mỗi một lần tấn công cơ hội. Đặc biệt là phạt góc loại này có được cực lớn ghi bàn xác suất loại hình. De Bruyne giống vậy đứng ở vòng cấm địa tuyến bên trên, Bất quá hắn không phải tranh bóng bổng chủ lực, Manchester City trong đội cũng không có một tuyệt đối chủ lực, gần như là ai đội lên tính ai. Cái này cũng từ mặt bên ứng chứng, Manchester City phạt góc cũng không phải là bọn họ chủ yếu tiến công thủ đoạn. Bất kể hai đội ở vòng cấm địa bên trong trò mờ ám vẫn là rất nhiều. Đầu tiên là Sterling cho Bellerin đánh một cùi chỏ. Bellerin không phục, hung hăng bấm một cái Sterling cái mông. Aguero vóc dáng không cao, hắn dùng cái óc chống đỡ Koscielny, thậm chí đầu trước sau đồng đưa, gõ hai cái. Koscielny cũng ở đây trọng tài chính tầm mắt điểm mù, cho Aguero hai cái, nổ gan quyền. Hai bên đều là không ai nhường ai. Nhạc Khải cũng là trở lại vòng cấm địa, hắn là tranh bóng bổng chủ lực một trong. Bất quá hắn đồng thời cũng cần theo kèm Yaya Touré. Yaya Touré nhấp nhổm, Nhạc Khải ở sau lưng nhìn chòng chọc vào hắn. Nương theo phạt góc phạt chỗ, Yaya Touré đột nhiên khởi động, hướng trung lộ chạy trốn. Nhạc Khải trong nháy mắt đuổi theo, từ bên cạnh băng lên một bước, ngăn ở Yaya Touré đường đi. Yaya Touré bất đắc dĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn quả bóng hướng phía sau bay đi. Nhạc Khải cùng Yaya Touré giống vậy quay đầu hô, phía sau. Koscielny gắt gao áp chế Aguero, đột nhiên đứng dậy, một cái sư tử hất đầu đem quả bóng chầm chầm ra vòng cấm địa. Mà Nhạc Khải theo quả bóng nhìn qua. Chỉ thấy con ngươi của hắn hơi co lại. Cẩn thận! Nhạc Khải trống to, nhấc chân hướng trước điểm phóng tới. Nhưng cùng lúc đó, ngoài vòng cấm địa đột nhiên một tiếng nổ vang. Phịch một tiếng, quả bóng ở giống như sao chổi bình thường nhanh chóng hướng khung thành bay đi. Nhạc Khải trên không trung đem người ném ra ngoài, thậm chí đem cổ cũng kéo ra ngoài, nhưng hắn vẫn vậy không có thể đến quả bóng. Chờ Nhạc Khải sau khi rơi xuống đất, quay đầu nhìn về phía khung thành. Hắn nhìn thấy quả bóng đã chui vào khung thành chính giữa. Mà hiện trường Manchester City người hâm mộ trong khoảnh khắc lâm vào điên cuồng chính giữa. Kevin De Bruyne. Một cái bàn thắng siêu kinh điển ghi bàn. Thượng đế. Cái này là như thế nào một trận đấu? Đầu tiên là Khải trợ công hat-trick. Bây giờ De Bruyne lại trình diễn một truyền một bắn tiết mục. Ở Manchester City lâm vào tuyệt cảnh thời khắc, De Bruyne đứng dậy, hắn trợ giúp Manchester City lần nữa gỡ hòa tỷ số. Khoảng cách toàn trận đấu kết thúc chỉ có hơn 20 phút thời gian, mà thắng bại vẫn là một ấn số. Cái này hai chi đội bóng lấy ra đủ bền bỉ. Ngươi đuổi ta đuổi, diễn ra một trận điên cuồng tranh tài. Toàn trường 6 cái ghi bàn. Hai đội phân biệt đạt được 3 cái ghi bàn. Manchester City 3-3 Arsenal. Tranh tài vẫn sẽ tiếp tục, huyền niệm vẫn vậy. De Bruyne sút xa. Bàn thắng siêu kinh điển. De Bruyne cứu vớt Manchester City. Một xinh đẹp sút xa trợ giúp Manchester City gỡ hòa tỷ số. Hai bên lần nữa đi tới cùng điểm xuất phát. Tranh tài huyền niệm vẫn vậy. Chim Tuấn trống to. Hiện tại hắn đã từ người hâm mộ Nhạc Khải tình cảm trong đi ra ngoài, mà là chuyên chú vào bảng tràng Pisa. Chủ yếu là trận đấu này đơn giản quá đặc sắc. Hai đội biểu hiện có thể nói kích tình bắn ra bốn phía. Từ tranh tài bắt đầu phút thứ nhất, bọn họ liền không ngừng tiến hành đối công. Mà ở 80 phút lúc, hai đội đạt thành 3-3 ngang tay, huyền niệm vẫn vậy. Nhạc Khải cùng De Bruyne càng là diễn ra nhiều lần lâm nguy cứu chủ tiết mục. Ngay cả Manchester City hiện trường bình luận viên cũng thở dài nói, tràng này Pisa đã thoát khỏi thắng bại bản thân trở thành một trận đơn thuần hưởng thụ. Cứ việc Arsenal là đối thủ, nhưng chúng ta phải thừa nhận, bọn họ đã cực kỳ đặc sắc, dĩ nhiên Manchester City biểu hiện giống vậy ưu tú. Cái này hai chi đội bóng thành công vì trận đấu này giao cho đủ thưởng thức tính. Dĩ nhiên tranh tài vẫn là phân ra thắng bại, kế tiếp 20 phút là mấu chốt. Manchester City. Cố lên. Hiện trường Manchester City người hâm mộ càng là cuồng loạn hô hào, hoan hô. Số ít người hâm mộ Arsenal cũng là cố gắng phát ra âm thanh. Tranh tài tiến hành tới đây, hai đội đã kiệt lực, nhưng bọn họ cũng không hề từ bỏ ý niệm. Bọn họ cũng là đồng dạng mệt nhọc, mà bây giờ là ý chí tranh. Nhạc Khải từ dưới đất bò dậy, hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn nghĩ tới tranh tài sẽ rất chật vật, nhưng không nghĩ tới là như vậy khó khăn. Trong trận đấu này, Arsenal đã biểu hiện đủ ưu tú, thậm chí là vượt xa bình thường phát huy. nhưng Manchester City đám người này giống như vậy. Bọn họ đều ở đây tập trung đầy đủ hết lực lượng mong muốn đạt được thắng lợi. Vì thế, bọn họ giống như là kẹo cao su vậy, ai cũng không dám tụt lại phía sau. Mà bây giờ, tranh tài lại trở về nguyên điểm. Ăn mừng kết thúc, hai đội các tự trở lại vị trí của mình. Bình luận viên cũng ở đây say sưa ngon lành tiến hành bình thuật nói, đây tuyệt đối là lượt này thậm chí còn mùa giải này rực rỡ tranh tài. Hai đội biểu hiện cũng cực kỳ xuất sắc, bọn họ chung nhau sáng tạo một trận đặc sắc tranh tài. Lúc này trong màn ảnh xuất hiện De Bruyne đặc tả. De Bruyne tuyệt đối là Manchester City công thần, hắn không có phụ lòng Guardiola mong đợi, có thể nói, Manchester City có thể có như thế bền bỉ, De Bruyne phát huy thoát không ra quan hệ, một truyền một bắn càng là hai đội trợ giúp Manchester City gỡ hòa tỷ số, biểu hiện của hắn là toàn phần. Ống kính chuyển một cái, Nhạc Khải đặc tả. Khải biểu hiện giống như trước đây xuất sắc, thậm chí so trước đó muốn càng thêm ưu dị, đối mặt Manchester City sang trọng trung tràng tổ hợp. Khải vậy mà một người tiến hành áp chế, càng là lợi dụng ba cước trợ công trợ giúp Arsenal hai độ sáng tạo ưu thế, cứ việc bị liên tục gỡ hòa, nhưng Khải biểu hiện quá rõ ràng. Không nghi ngờ chút nào, đây tuyệt đối là quái vật cấp biểu hiện. Khải thật chặt trên cánh tay đội trưởng phù hiệu, làm Arsenal đội trưởng, hắn có trách nhiệm, có nghĩa vụ trợ giúp đội bóng thành lập ưu thế lớn hơn nữa. Đồng thời đánh bại đối thủ. Chương 114, thành thị Manchester sân bóng tiếng vỗ tay. Nhạc Khải là một không chịu thua tính cách, làm vận động viên, làm một chuyên nghiệp vận động viên cũng sẽ có loại này thắng bại muốn. Cho dù là ở chật vật thời khắc, hắn vẫn ở chỗ cũ khát vọng thắng lợi, vì thế hắn sẽ không để chậm bước chân. Liền giống bây giờ Nhạc Khải. Hắn ở cầu trong sân bôn ba phạm vi làm lớn ra. Ở phía trước trận, hắn đang không ngừng chủ đạo tấn công cùng với phối hợp tuyến tiền đạo đồng đội. Ở phía sau trận, hắn càng là không biết mệt mỏi điên chạy, lần lượt ngăn trở Manchester City tấn công. Rất nhiều người đạt thành Nhạc Khải lúc này phát huy sau, xác suất rất lớn sẽ xuất hiện hết sạch sức lực, hoặc là nói xấp xỉ là được tâm tình. Nhưng Nhạc Khải chưa bao giờ sẽ như thế. Còn không có đạt được thắng lợi. Bọn họ khoảng cách thắng lợi chỉ có một bước chênh lệch. Tiếp tục liều. Nhạc Khải đá rất liều mạng, lần lượt đối kháng, lần lượt bôn ba, thậm chí lần lượt ngã xuống đất bò dậy. Nhạc Khải biểu hiện cùng với bền bỉ lệnh hiện trường người hâm mộ Arsenal hoan hô hô hào. Ngay cả một ít Manchester City người hâm mộ cũng là cảm khái không thôi. Nhạc Khải ở trong trận đấu này cho bọn họ tạo thành phiền toái cực lớn. Bọn họ nhất định phải khẳng định Nhạc Khải phát huy, cũng kiên kỵ Nhạc Khải biểu hiện. Nhưng ở kiên kỵ đồng thời, bọn họ cũng bị sâu sắc đánh động. Chính là bởi vì có Nhạc Khải cùng De Bruyne như vậy ưu tú phát huy, bọn họ mới có thể chứng kiến một trận đặc sắc tranh tài. Cho dù là làm một đối thủ, Nhạc Khải cũng là một đáng giá phải tôn trọng đối thủ. Hắn hùng mạnh làm người ta cảm thấy sợ hãi. Đây là Manchester City người hâm mộ nội tâm nhất trực quan cảm thụ. Hai bên cầu thủ cũng không hề từ bỏ, bọn họ đều ở đây vì bắt lại thắng lợi mà phấn đấu, đặc biệt là Khải. Ở tranh tài giai đoạn sau cùng, hắn vẫn không có giảm bớt bản thân chạy tần số cùng với tốc độ, nét mặt của hắn đã trở nên dữ tợn, có chút động tác thậm chí cũng biến hình, nhưng vẫn không có buông tha cho. Khải vẫn là một thể năng quái vật, nhưng cho dù là như vậy Khải, đang đối mặt như tình huống như vậy hạ, giống vậy cảm thấy lực bất tòng tâm. Paul Mason cảm khái nói. Một bên đi sân siết quả đấm đạo, Arsenal cái khác đồng đội thêm một hơi nhi à. Bọn họ không thể mỗi một lần cũng dựa vào Khải tới mở ra cục diện, Aubameyang, Suarez, Sanchez, Flamini, ai đều được, đứng lại tới a. Paul Mason gật đầu nói, Manchester City bên này, De Bruyne thể năng cũng thấy đấy, hắn đã bắt đầu không chạy nổi. Nhưng công tác của hắn đã xuất sắc hoàn thành, biểu hiện của hắn càng là vô cùng ưu tú. 82 phút, Manchester City dẫn đầu làm ra thay đổi người. Lần này thay đổi người tới chậm một ít. Liên tục 3 cái thay đổi người. Sterling kết quả, Dev ra sân. Aguero kết quả, Boni ra sân. De Bruyne kết quả, Fernandinho ra sân. De Bruyne thấy được bản thân bị thay cho đi, Mặc dù hắn đang còn muốn kiên trì một cái, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, bây giờ trạng thái đã không cách nào đang tiếp tục so tài. Lưu ở trong sân tác dụng không lớn. Thậm chí là tác dụng ngược lại. Hắn đã không chạy nổi. Nghĩ tới đây, De Bruyne đi về phía bên sân. Mà hiện trường Manchester City người hâm mộ thăm hỏi tiếng vỗ tay nhiệt liệt, De Bruyne biểu hiện không thể nói, hắn xứng với tiếng vỗ tay. Làm rất đẹp. Guardiola càng là đi tới ông lấy De Bruyne khen ngợi không dứt, cho dù là Guardiola cũng phải thừa nhận, De Bruyne ở trong trận đấu này phát huy cực kỳ mấu chốt. Nghỉ ngơi thật tốt, kế tiếp giao cho ngươi đồng đội. De Bruyne gật đầu một cái, chợt đặt mông ngồi ở trên ghế dự bị. Hắn miệng to thở dốc. Trận đấu này đã chưa thỏa mãn. De Bruyne ánh mắt nhìn chằm chằm Nhạc Khải. Hắn có thể cảm giác được, người này đúng là tương lai mình cường lực nhất đối thủ. Mà ở sân đấu trong, Nhạc Khải chống bắp đùi tận lực hồi phục thể năng. De Bruyne kết quả, cái này lệnh Nhạc Khải thở ra một cái. Bất kể nói như vậy, người này cho bọn họ chế tạo phiền toái quá lớn. Arsenal cũng sắp đổi người rồi. Không biết bản thân có thể hay không bị thay cho. Nhạc Khải nghĩ tới đây, quay đầu nhìn về phía ghế huấn luyện. Quả nhiên Wenger đã bắt đầu để cho dự bị cầu thủ tiến hành nóng người. Lần sau bóng chết, Arsenal đoán chừng sẽ phải đổi người rồi. Nhạc Khải hít sâu vài hớp. Thể năng còn có thể ở qua lại bôn ba mấy lần, cuối cùng mấy lần cơ hội, ở đụng một cái. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau, Manchester City lợi dụng thay dự bị cái điểm này đi tiến hành tấn công. Những thứ này dự bị năng lực không nói, thấp nhất thể năng của bọn họ đủ dư thừa. Vì thế, đám người này ở thời điểm này tác dụng thường thường là nhanh chóng bôn tập. Guardiola nhìn về sân bóng, ánh mắt ngưng trọng. Bây giờ Manchester City có thể lợi dụng dự bị nhanh chóng phát động tấn công, tìm Arsenal thể năng yếu kém mắc xích. Đến thời điểm này, thay đổi người là nhất dựng sào thấy bóng chiến thuật hiệu quả. Tốt nhất đuổi kịp Arsenal thay đổi người trước, nhanh chóng có hiệu quả. Bất quá, Arsenal hiển nhiên không đáp ứng. Can trực tiếp ở giữa sân tiến hành tranh chấp, hắn đem đeo dưới chân quả bóng đá ra ngoài. Đây là một cái mũi chân thọt cầu, quả bóng cự ly ngắn xuyên qua tốc độ cực nhanh. Cái này cũng lệnh Sagna trong lúc nhất thời phán đoán sai lầm, không có thể đạp lên cầu, quả bóng từ dưới chân lẻn qua đi. Aubameyang thấy cảnh này, làm sao có thể lãng phí loại này cơ hội tốt, cắn răng vọt lên phía trước. Sagna sai lầm. Aubameyang bắt đầu vọt lên. Cơ hội của Arsenal. Nương theo Paul. Mason hô hào. Hiện trường Manchester City người hâm mộ cũng là một trái tim nhất đến cổ họng. Sagna điên cuồng trở về đuổi, mắt thấy không đuổi kịp, hắn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đưa tay ra kéo người. Bạch. Bản liền thể năng chống đỡ hết nổi Aubameyang, trực tiếp bị Sagna kéo hướng bên cạnh ngã xuống đất, cả người lăn trên mặt đất hai vòng. Tất tất. Trọng tài 9 tiếng còi vang lên, Sagna vừa muốn đứng dậy tranh biện, nhưng một trương thẻ vàng đã đập vào mi mắt. Sagna phạm quy kéo người, Arsenal đạt được một canh trên trán trận đá phạt. Ở thể năng tiêu hao hầu như không còn thời khắc. Sai lầm bắt đầu tăng nhiều. Đây là một cái vòng cấm địa tuyến ngoài ước chừng 4 mét khoảng cách đá phạt, vừa lúc là Nhạc Khải tầm bắn bên trong phạm vi. Nhạc Khải lập tức liền chạy tới. Đồng thời hắn hướng bên sân Wenger làm thủ thế. Chờ ta đá xong chân này đá phạt. Wenger vốn định phải thay đổi người, nhưng thấy được Nhạc Khải dùng tay ra hiệu, hắn cuối cùng quyết định chậm một chút. Chờ cái này bóng chết cầu kết thúc ở đội cũng không muộn. Nhạc Khải được như nguyện đi tới bóng chết phạt bóng điểm. Nhạc Khải vỗ một cái có chút cứng nhắc cơ đùi, tận lực để cho này trầm tĩnh lại. Đồng thời hít sâu mấy hơi thở, điều chỉnh hô hấp của mình tần số. Ánh mắt nhìn về khung thành, nhưng cũng không cùng cửa sẽ tiến hành bất kỳ ánh mắt trao đổi. Từ Nhạc Khải trong ánh mắt, Jose cũng đọc không ra bất kỳ hữu hiệu tin tức. Khó dây dưa a. Jose thấp giọng nói một câu, chợt hơi ngồi xổm xuống, làm ra cản phá động tác. Bức tường người đã ở vòng cấm địa bên trong đứng nghiêm. Nhạc Khải tùy thời đều có thể phạt bóng. Đáng chết. Thật khẩn trương. Nhất định phải tiến a. Khải. Ngươi có thể. Thượng đế phù hộ. Nữ thân phù hộ. A Di Đà Phật. Ở đông đảo người hâm mộ Arsenal cầu nguyện trong. Cầu trong sân Nhạc Khải chậm rãi rút lui, đạt được đủ chạy đà khoảng cách, lúc này mới hướng trọng tài chính chậm rãi gật đầu. Trọng tài chính lúc này thổi vang huýt sáo. Bén nhọn tiếng còi vang lên. Nhạc Khải lập tức chạy đà. Lúc này, Nhạc Khải trong đầu vang lên sét nhắc nhở. Không nên để cho thủ môn từ tư thế bên trên nhìn ra sút gôn phương hướng, chú ý đi cà nhắc vấn đề. Nhạc Khải nội tâm cay đắng, trong thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể thay đổi thói quen. Cho nên nói, giờ khắc này có thể dựa nhất vẫn là tư thế thoải mái nhất. Hơn nữa đối phương thủ môn là Jose. Bực bội hắn một. Nhạc Khải chân trụ hạ đạp. Cả người giống như kéo ra cung nỏ bình thường, đùi phải là dây cung. Bụng dùng sức, kéo động bắp đùi, cẳng chân nhanh chóng đong đưa. Bàn chân kết thật quất vào quả bóng bên trên. Nhạc Khải đột nhiên đem quả bóng vung ra. Cho ta. Ngăn chặn. Quả bóng nhanh như tia chớp hướng khung thành bay đi. Nhưng không phải thường gặp đá phạt lựa chọn, đây là một cái kề sát đất chém. Quả bóng dán chặt sân cỏ chạy như bay, từ bức tường người nhảy phía dưới chui qua, Nhạc Khải chú ý tới quả bóng cọ đến Yaya Touré chân. Hỏng bét. Nhạc Khải trong lòng thầm hô. Chỉ thấy quả bóng cọ qua Yaya Touré chân sau. Phát sinh một khúc xạ, hướng Jose phản phương hướng bay đi. Lúc này, Jose đã hoàn thành cản phá động tác. Xem triều bản thân phản phương hướng bay đi quả bóng không có cách nào. Bạch. Quả bóng nhập lưới. 86 phút đồng hồ, Nhạc Khải đánh vào ghi bàn. Arsenal nghênh đón thứ tư viên ghi bàn, ở tranh tài thời khắc cuối cùng, Arsenal lần nữa dẫn trước. Wow u lao. Tuyệt sát. Đến từ Khải tuyệt sát cầu. Hắn đơn giản không gì không thể. Hắn thống trị cả trận đấu. Toàn bộ sân đấu sôi trào. Người hâm mộ Arsenal đang hoan hô hô hào, bọn họ lẫn nhau ôm. Kích động đến phát cuồng. Nhạc Khải cũng là hưng phấn chạy hướng phạt góc khu. Hắn vốn muốn đối mặt ống kính ăn mừng, nhưng trong lúc bất chợt, bên tai truyền tới kịch liệt tiếng vỗ tay. Nhạc Khải tiềm thức nâng đầu. Hắn thấy được Manchester City người hâm mộ, bọn họ sắc mặt phức tạp, nhưng vẫn như cũ nhìn về phía mình vỗ tay. Rất nhanh, tiếng vỗ tay bắt đầu lan tràn. Thành thị Manchester sân bóng nghênh đón tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Chương 115, 3 truyền 1 bắn. Thành thị Manchester sân bóng vang lên tiếng vỗ tay, cái này tiếng vỗ tay là đưa cho Nhạc Khải. Chim Tuấn mặt kinh ngạc nói, ở sân khách tác chiến cầu thủ có thể bằng vào ưu tú phát huy đạt được người hâm mộ công nhận, mà Nhạc Khải hiển nhiên làm được một điểm này, cho dù là Manchester City người hâm mộ cũng nhất định phải thừa nhận, Nhạc Khải ở nửa trận đấu thống trị lực. 1 bắn 3 truyền. 4 cái ghi bàn toàn bộ cũng cho Nhạc Khải có quan hệ, loại biểu hiện này lệnh Manchester City người hâm mộ không thừa nhận cũng không được Nhạc Khải phát huy. Trương Lỗ hưng phấn nói, trong trận đấu này, Nhạc Khải phát huy không thể bắt bẻ, nếu như Arsenal thắng được tranh tài, như vậy có thể nói, Nhạc Khải gần như là một người chiến thắng Manchester City toàn bộ đội bóng. Trương Lỗ vậy nói có chút lớn, nhưng cũng không phải không có lý. Arsenal cái khác cầu thủ phát huy chỉ có thể nói là bình thường, nếu như không có Nhạc Khải bùng nổ, bọn họ rất khó thắng được tranh tài. Nhạc Khải liên tiếp ở giữa sân tiến hành chặn lại cùng với phát động tấn công, đây mới là Arsenal thắng trận mấu chốt nguyên nhân. Có thể nói, Nhạc Khải ở trận đấu này phát huy là không thể bắt bẻ. Quá kinh khủng. Paul Mason ở vẻ hưng phấn, đột nhiên cảm khái nói, nếu như ở nghề nghiệp của ta đời sống trong đối mặt loại này trung tràn, ta chỉ biết cảm thấy sợ hãi, khổng lồ cướp bóng chặn lại diện tích che phủ, hùng mạnh ra cầu năng lực, bây giờ ngay cả tổ chức tính bên trên cũng biểu hiện ra áp chế lực, loại này cầu thủ gần như là toàn bộ Arsenal đối thủ ác mộng. Nếu như Khải phát huy một mực giữ vững ở loại trạng thái này, nếu như hắn đem loại trạng thái này ổn định ở hiện tượng cấp, ta không dám tưởng tượng, Arsenal gặp nhau hùng mạnh tới trình độ nào. Đi Sơn cũng là gật đầu tán thành, xác thực như vậy. Bất quá loại trạng thái này không thể nào lâu dài đi, đây là nào đó cơ hội ngắn ngủi bùng nổ, nếu như Khải một mực giữ vững loại trạng thái này. Đi Sơn không nói nữa, hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Nếu như Nhạc Khải một mực giữ vững loại trạng thái này, kia thật sự là quá kinh khủng. Hiện trường tiếng vỗ tay rất nhanh liền hạ màn, Manchester City người hâm mộ cứ việc nguyện ý cho Nhạc Khải ưu tú biểu hiện đưa lên tiếng vỗ tay, nhưng cũng không sẽ kéo dài quá lâu. Nhạc Khải bên này cũng là phất tay một cái cảm tạ một phen. Lúc này còn tiến hành giễu cợt, vậy thì không phải là ngưu bức, là nhược trí. Manchester City ghế huấn luyện chỗ. Guardiola đã trầm mặc. Nhạc Khải phát huy gần như lật đổ hắn ý nghĩ, hắn đối Arsenal tiến hành qua nghiên cứu, cũng bố trí tương ứng chiến thuật. Nhưng hết thảy đều không có tác dụng. Nhạc Khải biến số này sức ảnh hưởng hạ, Arsenal triển hiện càng thêm thịnh vượng cùng với tích cực năng lực tiến công. Mà bây giờ, bọn họ rất có thể ở sân nhà nghênh đón thất bại. Trên ghế dự bị, De Bruyne cũng hơi há hốc mồm, Nhạc Khải cuối cùng ghi bàn lệnh hắn không dám tin. Tại loại này trạng thái hạ, ở thể năng gần như khô kiệt dưới tình huống, Nhạc Khải vẫn vậy có thể đá ra như vậy cao chất lượng đá phạt. Điều này cần mạnh bao nhiêu sức tự chế cùng với ý chí lực. De Bruyne một mực đem Nhạc Khải làm thành đối thủ của mình, một cần phải đi chiến thắng đối thủ. Ở trận đấu này, hắn phát huy giống vậy ưu tú, hắn đã đem hết khả năng, thậm chí vượt xa bình thường phát huy. Nhưng dù vậy, Nhạc Khải biểu hiện muốn càng thêm khủng bố. Năng lực của người này đã vượt qua De Bruyne phạm vi hiểu biết. Mấu chốt thuộc tính. De Bruyne không biết cái gì là mấu chốt thuộc tính, cũng không biết Nhạc Khải vì sao tổng là có thể làm ra tuyệt sát. Nhưng bây giờ, hắn mong muốn đi tìm hiểu một chút. Hắn muốn làm rõ sở, bản thân cùng Nhạc Khải giữa rốt cuộc có cái gì chênh lệch. Arsenal đổi người rồi. Ở tranh tài cuối cùng đoạn thời gian, Arsenal bắt đầu thay đổi người. Wenger trực tiếp thay 3 tên phòng thủ cầu thủ, dùng cái này tới vững chắc phòng thủ, đối với cái ngạc nhiên này bình thường ghi bàn, hắn cũng không muốn phóng cho đối phương. Nhạc Khải bị đổi lại. Hắn đã không có thể năng đang tiếp tục so tài. Trận đấu này cường độ cùng với vượt xa khỏi bình thường phạm vi, cho dù là Nhạc Khải cũng gánh không được. Kết quả lúc hiện trường người hâm mộ Arsenal lần nữa vì Nhạc Khải vỗ tay. Bọn họ đối với Nhạc Khải đã là hoàn toàn cúng bái. Quá mạnh mẽ. Quá mạnh. Gần như một người làm vỡ Manchester City trung tràng. Loại này siêu cấp hãn tướng là bọn họ Arsenal đội trưởng, lý do này đủ bọn họ tự hào. Dĩ vãng, bọn họ rất ao ước những thứ kia ngôi sao bóng đá chuyển nhượng gia nhập. Nhưng bọn họ bây giờ không đang hâm mộ. Tốt nhất đang ở bản thân nơi này, ao ước cũng là những người khác phần. Xác thực cũng là như vậy. Đang quan sát trận đấu này các lớn câu lạc bộ đã hoàn toàn điên cuồng. Nhạc Khải biểu hiện hoàn toàn chinh phục bọn họ. Ở nơi này là bình thường tiền vệ trụ A. Đây quả thực là một lớn cha. Rất nhiều đội bóng cũng đã bắt đầu cùng ngành tài chính câu thông, hy vọng có thể lấy ra một khoản tiền lớn tiến hành mùa hè cửa sổ chuyển nhượng. Arsenal không thả người, nhưng không trở ngại bọn họ lấy tiền đập. Nhạc Khải ở ngoài sân ngồi, tranh tài nhanh phải kết thúc. Hắn đem khăn lông làm ướt đặt ở ánh mắt chỗ, bởi vì thân thể quá mức nóng lên nguyên nhân, toàn bộ con mắt đều có loại muốn lồi ra cảm giác. Đây là nhãn áp quá lớn biểu hiện, tỏ rõ Nhạc Khải bính có nhiều hoàn toàn. Lạnh buốt khăn lông lệnh phần mắt thoáng thư giãn một ít. Bất quá bên tai đột nhiên vang lên kịch liệt tiếng hoan hô. Cổ này tiếng hoan hô lớn có chút quá đáng. Thế nào? Nhạc Khải một thanh kéo xuống khăn lông hướng sân bóng nhìn lại. Hắn thấy được trọng tài chính đưa ngón tay chỉ hướng Arsenal penalty điểm. Penalty. Nhạc Khải gương mặt kinh ngạc. Chợt, hắn thấy được Mutafi bị thẻ đỏ phạt xuống. Khoảng cách tranh tài kết thúc còn sót lại một phút dưới tình huống, Arsenal lại bị phạt ra một penalty. Yaya Touré chủ đá phạt đền. Sếp cứ việc rất hết sức đi cản phá, nhưng vẫn vậy không có thể đập xuống tới. Yaya Touré vững vàng đem đánh vào gôn. Tranh tài cuối cùng đoạn thời gian. Manchester City gỡ hòa tỷ số. Hai bên 4-4 đánh ngang tay. Mà ở quả phạt đền này sau, tranh tài cũng tuyên bố kết thúc. 90 phút quyết chiến xuống, hai bên có thể nói là dùng hết thảy. Mà Arsenal ở sân khách cầm hòa Manchester City. Cái này huề lệnh Manchester City xem là khá tiếp nhận. Nếu như là trước trận đấu, bọn họ rất có thể không tiếp thụ nổi. Nhưng đang ở penalty sau, bọn họ thiếu chút nữa thua. So sánh với ở sân nhà vứt bỏ 3 điểm, hai bên đều cầm một phần, bắt tay giảng hòa tính là không sai. Toàn trận đấu kết thúc, Nhạc Khải cũng là cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ. Vốn có thể dựa vào trận đấu này có lại ngắn một chút điểm số chênh lệch. Nhưng cuối cùng vẫn không có thể như nguyện. Bất quá huề liền huề đi. Dù sao trước trận đấu, Arsenal mục tiêu chính là huề, coi như là đạt thành tiêu chuẩn mục tiêu. Tranh tài sau khi kết thúc, Nhạc Khải nhanh chóng bị phóng viên truyền thông bao phủ. Bằng vào Nhạc Khải trận đấu này biểu hiện, các ký giả truyền thông không thể nào bỏ qua cho hắn. Xem những thứ kia nhanh đổi tiếng trong miệng ống, Nhạc Khải bất đắc dĩ ép xuống cánh tay, tỏ ý bọn họ tỉnh táo một chút. Ta là tới tự ở London báo thể thao phóng viên, vấn đề của ta là người cuối cùng đá phạt, đó là trước đó nghĩ kỹ sao? Nhạc Khải lắc đầu nói, ta vốn là nghĩ đá góc trên bên phải. Bất quá thấy được Vô Hát chỗ đứng sau, ta liền thay đổi chủ ý. Nếu như bằng vào trong trận đấu này biểu hiện. Nhạc Khải nhún vai cười nói, ta không thích thổi phồng bản thân, nhưng trận đấu này. Nhạc Khải giơ ngón tay cái lên, cười rất rực rỡ. Mà chung quanh các ký giả cũng là không khỏi tức cười. Loại biểu hiện này hạ, ở cùng một ít đều có thể, Nhạc Khải đã tính rất khiêm nhường. Nhạc Khải lại trả lời mấy vấn đề sau liền rời đi. Những vấn đề này là trả lời không xong, hắn cũng không thể thỏa mãn tất cả mọi người. Ở an ninh nhân viên dẫn hạ, Nhạc Khải đi vào cầu thủ lối đi. Mà hắn cũng không biết, có một bóng người đối hắn mòn mỏi trông chờ. Đừng xem. Người ta vừa không có đáp ứng ngươi, chúng ta đi nhanh đi. Lưu Minh Vũ lôi kéo Lý Thần Vũ nói. Lý Thần Vũ lắc đầu một cái, đạo, ta chờ một chút. Lưu Minh Vũ bất đắc dĩ, Nhạc Khải xác suất lớn là quên, dù sao trận đấu này kịch liệt như vậy, ai còn có thể nhớ những thứ đồ này. Bất quá người là hắn mang đến, hắn cũng cần phụ trách. Arsenal người hâm mộ bắt đầu lục tục rời trận. Rất nhanh, người cũng nhanh tẩu quan. Mà an ninh nhân viên cũng đem ánh mắt nhìn về bọn họ. Rất nhanh chính là Manchester City người hâm mộ rời trận thời gian. Vì giảm bớt phiền toái, hai đội người hâm mộ là tách ra rời trận. Thấy được an ninh nhân viên ánh mắt, Lưu Minh Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ nói, đi thôi, không đi không được. Lý Thần Vũ cũng biết không có thể ở chờ đợi. Hắn có chút đưa đám quay đầu sẽ phải rời khỏi. Nhưng đang ở hắn quay đầu lúc, bên tai đột nhiên truyền tới một giọng nói. Hay! Anh em! Lý Thần Vũ quay đầu, hắn ngạc nhiên phát hiện Nhạc Khải từ cầu thủ trong lối đi thò đầu ra, ở xác nhận là Lý Thần Vũ sau, chủ động đi tới. Không thể nào! Lưu Minh Vũ mặt kinh ngạc nói, thật phải đến rồi. Nhạc Khải đi tới dưới khán đài phương. Đưa bóng áo đưa tới, cười nói, xin lỗi, mới vừa rồi quên. Lý Thần Vũ nhận lấy áo đấu thật chặt hộ vào trong ngực, kích động khoát tay nói, không sao. Không có sao. Nhạc Khải cũng là cười một tiếng, nói, ta đi đây, cảm ơn các ngươi cố lên. Nên. Lý Thần Vũ cười ngây ngô đưa tiễn Nhạc Khải, càng đem áo đấu ông rất căng, sợ bị người khác đoạt đi. Lưu Minh Vũ ở một bên nhìn ghen tị nhi. Chênh lệch không được, cũng không phải là rơi trận bảng. Cái gì là rơi trận bảng? Lý Thần Vũ triển khai áo đấu. Lưu Minh Vũ kinh ngạc phát hiện áo đấu bên trên vẫn còn có một ít vụn cỏ cùng với dơ bẩn. Thật con mẹ nó là rơi trận bảng. Chương 116, lớn cha cấp. Ngoại hạng Anh 21 vòng sau, toàn bộ châu Âu đều là thảo luận Nhạc Khải thanh âm. Các đại quốc gia truyền thông càng là điên cuồng báo cáo trận đấu này. Cứ việc hai bên cuối cùng đạt thành 1-1, nhưng Nhạc Khải ở trận đấu này siêu thần phát huy vẫn là kinh rơi tất cả mọi người cầm. 3 truyền 1 bắn, thống trị cấp biểu hiện. Đối mặt Yaya Touré, David Silva cùng với De Bruyne trung tràng tổ hợp, vẫn là triển hiện hoàn mỹ áp chế lực. Báo biêu, người ngoài hành tinh cấp bậc biểu hiện. Hiển nhiên Khải đã không thuộc về người địa cầu phạm trù. Appenin báo chiều, ta đột nhiên hiểu Juventus thất bại. Đối mặt loại quái vật này, chỉ biết có cảm giác tuyệt vọng. Sun Newspaper, Arsenal tuyệt đối siêu cấp bắp đùi. Hắn là từ trước tới nay ưu tú nhất đội trưởng. London báo thể thao, ngươi có thể nghi ngờ Arsenal, nhưng ngươi không có thể nghi ngờ Khải. Các tạp chí lớn cũng bắt đầu chen chúc nhào tới thổi phồng Nhạc Khải, chủ yếu là biểu hiện của hắn hoàn mỹ làm người ta không cách nào sao lãng. Nhạc Khải ở trận đấu này lấy ra quá mức hoàn mỹ biểu hiện. Cứ việc cuối cùng là Huề, nhưng vẫn vậy che giấu không được Nhạc Khải ánh sáng. Trước bị luôn là nói tới De Bruyne càng là trở thành phong nền. Các nước lớn ngoài người hâm mộ càng là đối với Nhạc Khải tiến hành bàn tán sôi nổi. Bọn họ ở trận đấu này biên tập mà thành video phía dưới rối rít nhắn lại khen ngợi, Arsenal số 4 chỉ có Khải. Đây mới là hoàn mỹ trung tràng. Thượng đế! Hắn thật sự là người địa cầu sao? Đề nghị kiểm tra axit uric. Lớn cha cấp bậc biểu hiện. Arsenal tổng là có thể có được loại này cầu thủ. Đúng vậy, Arsenal ở khốn cảnh lúc, luôn sẽ có lớn cha cấp cầu thủ, nhưng cũng sẽ bị bán đi. Bán đi Khải. Ai dám làm ra cái quyết định này? Phẫn nộ người hâm mộ Arsenal sẽ đem hắn xé nát. Bắt đầu ao ước Arsenal người hâm mộ. Có loại này cầu thủ, bất kỳ tranh tài cũng không cần lo lắng. Không sai. Khải cuối cùng sẽ đứng ra. Đây quả thực quá điên cuồng. Nước ngoài người hâm mộ ở bàn tán sôi nổi, Trung Quốc trong nước người hâm mộ càng là đã tạo thành dư luận nổ tung. Tuyệt đối là lớn cha biểu hiện. Arsenal lại đến rồi một lớn cha cấp cầu thủ, hơn nữa các đời mạnh nhất cha. Đáng chết. Làm một người hâm mộ Hotspur, lúc này thật ao ước đến đỏ mắt. Ha 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 ha. Nhạc Khải đơn giản là hoàng mỹ trung tràng, hoàng mỹ đội trưởng. Mà hắn thuộc về Arsenal. Ha 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 ha. Ta bắt đầu mong đợi Arsenal tiếp theo trận đấu. Nếu như Nhạc Khải một mực giữ vững cái trạng thái này, vậy đơn giản quá kinh khủng. Hắn sẽ là tất cả mọi người ác mộng. Lời nói, loại biểu hiện này hắn không xứng quả bóng vàng sao? Bắt lại Champions League đi. Cái này mùa bóng Arsenal liên tục Champions League, tuyệt đối có hy vọng. Biểu hiện này nghịch thiên a. Trong nước người hâm mộ đã đắm chìm trong thổi phồng Nhạc Khải trong khoái cảm. Trung Quốc khó khăn lắm mới ra một cái như vậy ngưu bức cầu thủ. Đây quả thực hãy cùng giống như nằm mơ. Cùng Nhạc Khải so với, đại đế, Trần Mạn còn có đại pháo cũng yếu nổ. Cái này con mẹ nó mới là đỉnh cấp biểu hiện a. Bên ngoài vẫn ở chỗ cũ bàn tán sôi nổi. Mà xem như dư luận trung tâm cùng với nhân vật chính, Nhạc Khải vẫn ở chỗ cũ huấn luyện. Kiani trụ sở huấn luyện bên trong. Patricia cùng Côn Bớt nhìn đang tiến hành dưới chân tần số huấn luyện Nhạc Khải, người sau không khỏi cảm khái nói, hắn là Trang A. Lúc này làm sao có thể bình tĩnh như vậy? Toàn thế giới cũng đang thảo luận hắn, mà hắn đang huấn luyện. Patricia cười nhún vai nói, hắn chính là người như vậy, hơn nữa hắn đã từ chối đi toàn bộ phỏng vấn thỉnh cầu. Thật là quái đản. Côn Bớt lắc đầu nói, nếu như là ta đã hưng phấn muốn bay lên trời. Ta sẽ lên mạng chủ động tìm những thứ kia ca ngợi bình luận. Vậy sẽ khiến ta có cảm giác thành công. Cho nên, ngươi không cách nào trở thành Khải. Patricia cười nói. Côn Bớt than thở, bất quá cái này cũng không hoàn toàn là chuyện tốt, đoán chừng mùa hè cửa sổ lại sẽ có nhằm vào Khải chuyển nhượng ra giá. Khải cùng Arsenal mới vừa hoàn thành gia hạn, Arsenal sẽ không bán rơi hắn. Nếu như là hắn muốn đi đâu? Không thể nào. Patricia chém đinh chặt sắt nói, hắn không là người như vậy. Nhưng chúng ta không thể đem hy vọng gửi gắm vào những thứ đồ này. Côn Bớt đưa ra ngón tay cái cùng ngón trỏ chà sát, đạo, muốn tới điểm thực tế. Đi đem Khải kêu đến. Chúng ta muốn lần nữa cùng hắn đàm luận hợp đồng vấn đề. David. Đên vuốt huyệt thái dương, mặt nhức đầu đạo. Martin. Bên trong này cũng là cười lắc đầu một cái, đạo. Ta bây giờ liền đi qua. Nhìn Martin. Bên trong này rời đi, David. Đêm quay đầu, gương mặt bất đắc dĩ. Ở hắn đảm nhiệm phó chủ tịch sau, đây là lần thứ hai cùng Nhạc Khải thương nghị hợp đồng vấn đề. Lần trước hay là nửa năm trước, Champions League đoạt cúp sau, vì lưu lại Nhạc Khải, câu lạc bộ cho hắn nói lương. Mà bây giờ trải qua trận đấu này sau, bọn họ lại muốn trả giá ra sao? David. Đền rất nhức đầu. Premier League rất có tiền. Arsenal cũng rất có tiền. Nhưng số tiền này tuyệt đại đa số đều là lưu động, cũng sẽ vùi đầu vào các cái địa phương, chân chính có thể dùng làm cầu thủ tiền lương cũng không nhiều. Mà bây giờ, bọn họ không thể không cần ở lấy ra một ít tiền bạc tới trấn an Nhạc Khải. Sau 5 phút, Nhạc Khải ngồi ở David Đền đối diện. Nhạc Khải mỉm cười nói, ta nhớ được, nửa năm trước mới hoàn thành gia hạn. David Đền lắc đầu nói, đúng vậy, nhưng ngươi dùng biểu hiện lần nữa để cho ta ngồi ở bàn đàm phán bên trên. Nhạc Khải cười to lên, chợt khoát tay nói, không cần cho ta tăng lương tư. Số tiền này, các ngươi có thể cầm đi tiến hành chuyển nhượng. David Đên sửng sốt một cái, đây là cầu thủ cái đầu tiên cự tuyệt tăng lương tư, Nhạc Khải vậy cũng là lệnh trong lòng hắn hơi ấm, bất quá, tăng vẫn là phải tăng. David Đên thở dài nói, đây là nhất định phải làm. Tăng lương tư không chỉ là bởi vì Nhạc Khải, đồng dạng là ở trấn an người hâm mộ cùng với khiếp sợ những thứ kia mong muốn ra giá câu lạc bộ. Nếu như bọn họ ở Nhạc Khải biểu hiện như thế dưới tình huống, vẫn vậy không chút lay động, như vậy những người này không chừng sẽ thúc đẩy như thế nào dư luận tới chán ghét bọn họ. Dư luận loại vật này rất trí mạng, một khi hình thành quy mô sau, cho dù là Nhạc Khải cùng Arsenal quan hệ khá hơn nữa, cuối cùng cũng có thể xuất hiện vết rách. Cho nên nói, nên làm nhất định phải làm. Thấy được David Đên kiên trì, Nhạc Khải thở dài nói, ta là thật không cần tăng lương tư, ta càng muốn hơn các ngươi lợi dụng số tiền này tới vận hành cầu thủ chuyển nhượng, mùa giải tiếp theo, ta cũng không muốn ở đá khổ cực như vậy. David Đên gật đầu nói, chúng ta đã có cụ thể chuyển nhượng phương án, đồng thời cũng ở đây xem xét ưu tú trung phong cùng với tuyến phòng ngự, chủ soái đâu? Nhạc Khải hỏi thăm. David Giọng điệu của Đên cứng lại. Vẫn còn ở tìm. Nhạc Khải lúc này mới nói, vậy cũng tốt, ngược lại chính là làm tú mà thôi, ta vẫn kiên trì đề nghị của ta, không cần tăng quá nhiều, tiền lương hợp đồng không công khai, bất quá các ngươi đối ngoại có thể chém gió, ngươi cái này. David Đên có chút lúng túng. Nhạc Khải cái này còn thật là vì bọn họ suy nghĩ a. Điều kiện của ta chỉ có một. Nhạc Khải nghiêm túc nói, mau sớm thoát khỏi loại này lúng túng tình huống, mùa hè cửa sổ, ta muốn nhìn thấy hữu hiệu chuyển nhượng. David Đên hơi nheo mắt lại. Nhạc Khải cái này làm áp lực lệnh hắn cảm thấy có chút khẩn trương. Arsenal ở mùa hè cửa sổ quả thật có cụ thể chuyển nhượng kế hoạch, nhưng từ Nhạc Khải giọng điệu đến xem, hiển nhiên cái kế hoạch này không cách nào thỏa mãn hắn. Ngươi muốn là cái gì? David Đên hỏi. Nhạc Khải đưa ra 2 ngón tay, nói, 2 năm. Trong vòng 2 năm, Arsenal muốn có lần nữa lên đỉnh Champions League thực lực. Hơn nữa 2 năm qua, ta rất có thể sẽ nghênh đón thời đỉnh cao, ta không nghĩ lãng phí những thứ này thời gian quý giá. David Đên yên lặng chốc lát, cái này mới chậm rãi gật đầu nói, ta hiểu. Kỳ thực, Nhạc Khải đã rất nể mặt. Thời gian 2 năm. Năm thứ nhất có thể nếm thử đội hình cùng với ăn khớp. Coi như là cho Arsenal một bước đệm không gian, năm thứ hai lại đi cạnh tranh Champions League. Dĩ nhiên, nếu như ăn khớp được rồi, năm thứ nhất là có thể xông lên. Vậy thì nói một chút hợp đồng đi. David Đên đạo. Nhạc Khải gật đầu một cái. Mới nguyên hợp đồng vẫn là 5 năm hợp đồng, bên trong thiết kế thêm rất nhiều tiền thưởng cùng với vinh dự thưởng, trung thành thưởng loại, coi như là đền bù một ít Nhạc Khải chủ động buông tha cho tăng lương thù lao. Mà Nhạc Khải mới nguyên tiền lương đã đạt tới lương tuần 350.000 Âu, cái này đã bước vào bóng đá đứng đầu tiền lương trình độ. Dĩ nhiên, đây cũng là Arsenal cũng không quá độ nói lương cơ sở bên trên, bằng không, Nhạc Khải tiền lương rất có thể đột phá 400.000 lương tuần, gần như sánh vai Mai lão bản. Chương 117, không phải như vậy a. Arsenal công bố câu lạc bộ cùng Nhạc Khải lần nữa ký kết hợp đồng vấn đề, cái này cũng lệnh Arsenal người hâm mộ khen ngợi câu lạc bộ quả quyết. Tại cái khác câu lạc bộ chơi thủ đoạn trước hạn bóp chết những thứ này manh mối. Cứ việc câu lạc bộ cũng không công khai cụ thể số lượng, nhưng bày tỏ Nhạc Khải tiền lương đã tiến vào bóng đá đứng đầu tiền lương kiểu mẫu, cái này cũng lệnh rất nhiều hiếu kỳ người hâm mộ suy nghĩ viễn vông. Bất quá đối với người hâm mộ Arsenal mà nói, câu lạc bộ quả quyết đề cao tiền lương, cái này là cực kỳ cách làm chính xác. Bọn họ không cần thiết bởi vì tiền lương vấn đề cùng Nhạc Khải huyên náo không vui. Mặc dù bọn họ rất rõ ràng Nhạc Khải không phải cái loại đó ham tiền như mạng người, bất quá có một số việc vẫn là phải dẫn đầu tỏ thái độ. Arsenal cách làm không chỉ là ổn định Nhạc Khải, đồng thời cũng ổn định người hâm mộ. Bên ngoài truyền thông mong muốn dò xét Nhạc Khải hợp đồng cụ thể tin tức, nhưng Arsenal cũng không để ý tới những vấn đề này, bọn họ tuyệt sẽ không công khai những chuyện này. Dù sao bây giờ đối Nhạc Khải theo dõi ánh mắt quá nhiều. Bọn họ không thể đem bản thân đưa vào bị động tình huống. Bên ngoài đối với Nhạc Khải vẫn vậy điên cuồng thổi phồng, bất quá Nhạc Khải lại không có tiến hành bất kỳ hoạt động, cái này cũng lệnh nhiệt độ bắt đầu dần dần yếu bớt. Nhạc Khải đối với bên ngoài trả lời sau chỉ có một câu nói. Bây giờ là giải đấu kỳ, ta muốn chuyên chú vào tranh tài. Một phen lần nữa đem Nhạc Khải đẩy tới nghiệp giới nhân viên gương mẫu. Lại có một đám người chạy đến bắt đầu tiến hành thổi phồng. Có thể nói, đoạn thời gian gần nhất Nhạc Khải tuyệt đối là châu Âu đỉnh lưu, này nhiệt độ thậm chí muốn lấn át Neymar. Khải, giáo sư cho ngươi đi qua tiếp người. Hiểu. Nhạc Khải dừng lại huấn luyện tới đến bên sân đơn giản lau thử một chút mồ hôi. Choàng lên áo khoác sau liền đi về phía nhà làm việc. Mùa đông cửa sổ phải đóng lại, những thứ kia hoàn thành chuyển nhượng cầu thủ cũng đem lục tục gia nhập đi vào. Mà xem như thành viên mới, Nhạc Khải cần đưa bọn họ dẫn tới phòng thay đồ. Đi tới Wenger cửa phòng làm việc, Nhạc Khải gõ cửa. Thung thung. Mời vào. Wenger thanh âm trầm ổn truyền tới. Nhạc Khải đẩy cửa mà vào. Hắn thấy được Wenger ngồi đối diện một người da đen cầu thủ. Đầu chống đỡ thớt ngựa lông bờm vậy kiểu tóc, cả người phần lưng thẳng tắp, hai tay đặt ở trên đầu gối, cho người một loại cực kỳ khẩn trương cảm giác. Wenger đem Nhạc Khải kêu đến, giới thiệu một chút, Sadio Mane, đến từ Senegal. Nhạc Khải gật đầu một cái, chủ động đưa tay ra, mỉm cười nói, xin chào, gọi đội trưởng ta hoặc là Khải đều có thể. Mane đứng dậy đưa ra hai tay, khẩn trương nói, ngươi tốt. Đội trưởng. Nhạc Khải mỉm cười vỗ một cái bả vai của đối phương, đạo, không cần khẩn trương như vậy. Nói xong, Nhạc Khải nhìn về phía Wenger đạo, ta dẫn đi rồi. Wenger gật đầu nói, đi. Hôm nay liền mang hắn thăm một chút câu lạc bộ, không cần tham dự huấn luyện. Nhạc Khải gật đầu một cái, dẫn Mane đi ra phòng làm việc. Mane là Liverpool đoạt cúp đội hình trong cầu thủ quan trọng, người này tuyệt đối có Champions League vô địch cấp bậc thực lực, bất quá hiện giai đoạn hắn đạt tới loại trình độ này. Nhạc Khải đối với Mane không hiểu nhiều, vì vậy cũng không có tiến hành quá nhiều trao đổi. Hai người đi ra nhà làm việc, Mane dọc theo đường đi cũng rất an tĩnh, hoặc là nói rất câu thúc dáng vẻ. Người này tính cách so với trong tưởng tượng muốn xấu hổ rất nhiều. Mane vốn là lạc hậu Nhạc Khải một bước, nhưng hắn tăng nhanh bước chân cùng Nhạc Khải sóng vai, đồng thời thỉnh thoảng nâng đầu quan sát Nhạc Khải. Mane là tới từ Senegal, một nghèo khốn địa khu. Cho đến 15 tuổi trước, hắn đều là ở đất cát trong dùng quả cầu huấn luyện, hắn thậm chí cũng không có một trái bóng da, một đầy đủ giày lính. Đã từng Mane ở khu ổ chuột ngước nhìn bầu trời, ảo tưởng bản thân đá ra danh tiếng, gia nhập hào môn. Mà bây giờ, hắn đi tới Arsenal. Mặc dù đã gia nhập Arsenal, ký hợp đồng, nhưng vẫn vậy cho người một có loại cảm giác không thật. Vì thế, hắn luôn là trôi hướng Nhạc Khải, tới xác nhận đây không phải là một giấc mơ. Nhạc Khải cũng chú ý tới một màn này, đột nhiên nói, trên mặt ta có đồ vật gì sao? Mane cả kinh. Vội vàng nói, xin lỗi. Ta không phải cố ý, nếu như mạo phạm đến ngươi, ta nguyện ý xin lỗi. Mane phản ứng rất lớn như lệnh Nhạc Khải đều có chút lúng túng. Ngươi không biết còn cho là mình đang khi dễ Mane. Nhạc Khải lúng túng cười nói, ta không có tức giận, ta chính là ở tò mò, ngươi đang nhìn cái gì? Mane cúi đầu nhẹ nhàng bước lên mặt đất, đạo, ta gia nhập Arsenal. Nhạc Khải nhếch mi, giống như nằm mơ, đúng không? Mane gật đầu liên tục. Nhạc Khải mỉm cười nói, 4 năm trước, ta mới vừa gia nhập thời điểm cũng là như vậy, tin tưởng ta, đây là một cái rất tốt câu lạc bộ. Mane xấu hổ cười một tiếng. Nhạc Khải đạo, ta dẫn ngươi đi thăm một chút đi. Chợt, Nhạc Khải dẫn Mane đi thăm câu lạc bộ các loại thiết thi nơi chốn. Mane dọc theo đường đi đều là tò mò bảo vậy. Bất quá cũng liền ánh mắt tò mò, thân thể cũng là thật chặt cùng Nhạc Khải. Nhạc Khải chú ý tới Mane thật giống như rất sợ hãi bản thân, hoặc là nói, hắn rất sợ hãi giao tế vậy. Chờ Nhạc Khải đem Mane dẫn tới trước phòng thay quần áo, người này biểu hiện được càng thêm lo âu. Hắn thậm chí khẩn trương ở chảy mồ hôi, hai tay càng là không tự chủ khuấy ở chung một chỗ. Mane đứng tại cửa ra vào, không ngừng hít sâu, trong ánh mắt tràn đầy tâm tình bất an. Nhạc Khải cau mày. Vừa mới bắt đầu, Nhạc Khải cho là Mane là một xả sợ tính cách, nhưng hiện tại xem ra, đây cũng không phải là xả sợ vấn đề. Hay! Nhạc Khải vỗ một cái Mane, người sau sợ hết hồn, dưới hai tay ý thức hướng lên đón đỡ, làm ra phòng ngự tính dùng tay ra hiệu. Nhạc Khải giống vậy sợ hết hồn, đạo, ngươi đang làm gì? Mane cái này mới phản ứng được, vội vàng nói, xin lỗi, ta không phải cố ý, ta chẳng qua là không có chuẩn bị sẵn sàng. Nhạc Khải nhếch mi. Xem khẩn trương đến đổ mồ hôi Mane hướng một bên chu chu miệng nói, đi thôi. Chúng ta đi uống chén nước yên tĩnh một chút. Cảm ơn. Mane thật dài thở ra một hơi. Bên trong phòng nghỉ ngơi, Mane vẫn là bất an ngồi trên ghế. Nhạc Khải quan sát Mane. Hắn không biết ngã xuống đất trải qua cái gì, lúc này mới cho thấy như vậy tâm tình bất an. Có thể cho ta nói một chút kinh nghiệm của ngươi sao? Nhạc Khải chủ động đi tới hỏi thăm. Mane ngẩng đầu nhìn một chút Nhạc Khải, chợt cúi đầu yên lặng chốc lát, đưa ngón tay ra chỉ mu bàn tay của mình. Nhạc Khải không rõ nguyên do. Ngươi muốn cho ta nhìn cái gì? Mane lần nữa gật một cái mu bàn tay, đạo, đen. Nhạc Khải nháy mắt mấy cái. Chợt bừng tỉnh ngộ. Mane rồi mới lên tiếng, ta 19 tuổi thời điểm đi tới nước Pháp gia nhập MEC, lúc ấy ta rất hưng phấn, ta rốt cuộc đăng nhập bên trên châu Âu sân đấu, ta cho là khoảng cách thành công cách chỉ một bước, làm ta nhận là tất cả cũng trở nên tốt đẹp lúc, thực tế cho ta đánh đòn cảnh cáo. Bọn họ rất không hữu hảo. Bọn họ cười nhạo ta, nhục mạ ta, cô lập ta rất không minh bạch, rõ ràng bọn họ đối những người khác rất hữu thiện, vì sao mới đúng ta hà khắc như vậy? Rất nhanh, ta biết đáp án. Mane lần nữa chỉ mu bàn tay của mình, nói, bởi vì nó. Nhạc Khải yên lặng. Kỳ thực ở mới tới đến Bồ Đào Nha đào tạo trẻ thời điểm, Nhạc Khải cũng không ít bởi vì những vấn đề này cùng người phát sinh qua xung đột. Bất quá, Mane cùng Nhạc Khải lựa chọn bất đồng. Mane lựa chọn im hơi lặng tiếng, mà Nhạc Khải thời là đánh tới. Ở Southampton thời điểm, ta phát huy rất tốt, bọn họ không có rõ ràng như vậy đối ta tiến hành cô lập, nhưng ngữ khí của bọn họ trong cũng là tràn đầy nhạo báng, bọn họ thường xuyên sẽ lên cho ta một ít vũ nhục tính tước hiệu, có lúc để cho ta ca hát, đem ta chơi cùng thằng hề vậy. Mane cắn răng nói, ta căm ghét nơi đó. Nhạc Khải lắc đầu một cái, ngươi không nên nhịn được. Không đành lòng vậy liền không có bóng đá. Mane thấp giọng nói. Nhạc Khải than thở. Nước Anh bóng đá trong đội vấn đề rất nhiều, theo điều tra, nước Anh có đến gần 10% cầu thủ trải qua trong đội bắt nạt. Mà ở ngoại hạng Anh cùng với Championship sân đấu, càng là đếm không xuể. Đừng xem rất nhiều câu lạc bộ biểu hiện bên trên và khối không khí đoàn, nhưng trong tối mâu thuẫn có nhiều lắm. Arsenal coi như là tương đối bình thản, dù sao Nhạc Khải đội trưởng này liền đặt ở đó, ai dám làm đồ chơi kia, Nhạc Khải đánh đối phương liền mẹ hắn cũng không nhận ra. Đội trưởng, rất xin lỗi, ta không am hiểu trao đổi, ta cũng không biết nên như thế nào dung nhập vào cái quần thể này. Mane mặt thống khổ nói. Nhạc Khải cười một tiếng, vỗ một cái Mane bả vai, đạo, ngươi nghĩ quá nhiều, thế nào dung nhập vào quần thể không phải chuyện của cá nhân ngươi, đi thôi, chúng ta đi phòng thay đồ. Lại cho ta một ít thời gian. Mane vội vàng nói. Nhạc Khải tức giận nói, ngươi không thể một mực lựa chọn trốn tránh, đi. Ta cho ngươi chỗ dựa. 2 phút đồng hồ sau, Arsenal trong phòng thay quần áo phát sinh một màn quỷ dị. Arsenal các cầu thủ đứng xếp hàng, từng cái một cùng Mane tiến hành ôm. Vẻ mặt của bọn họ vô cùng quỷ dị. Bọn họ hoàn toàn không hiểu nổi đây là đang làm gì, nhưng xem Mane sau lưng. Chống nạnh, mặt hung ác Nhạc Khải, bọn họ chỉ có thể lựa chọn phục tùng. Mane thật giống như cái người máy vậy, hắn mở rộng vòng tay, cơ giới thức cùng người ôm. Giờ phút này Mane muốn tự tử đều có. Không phải như vậy à? Chương 118, không bá. Dưới chân kỹ thuật. Lực bộc phát cũng rất tốt. Sân huấn luyện trong, Wenger nhìn đang tham gia huấn luyện thi đấu Mane khẽ gật đầu. Nhạc Khải đứng ở một bên, giống vậy nhìn Mane. Bây giờ Mane còn chưa hoàn toàn lớn lên, ở tấn công thời cơ phán đoán, chiến thuật hiểu cùng với băng lên chạy chỗ bên trên đều có rất nhiều chưa đủ điểm. Nhưng cứng rắn điều kiện cũng rất không tệ, ví như lực bộc phát phương diện cũng rất tốt, hơn nữa thể năng cơ sở cũng rất tốt, những thứ này cũng thỏa mãn dưới tình huống, Mane trưởng thành không gian tự nhiên cực lớn. Chẳng qua trước mắt mà nói, Mane vẫn vậy không cách nào trở thành đội hình chính chủ lực. Khả năng rất lớn tính là dự bị đăng tràng, tình cờ đội hình chính, không ngừng tăng cường tự mình kỹ thuật đồng thời cũng có thể trợ giúp vững chắc tuyến tiền đạo bên trên tấn công lực. Dù sao trước mắt mà nói, Sanchez cùng Aubameyang cũng không tính là đặc biệt ổn định, có một đủ để lật tẩy dự bị cũng là lựa chọn tốt. Rất nhanh, ngoại hạng Anh 22 vòng liền đi tới. Arsenal sân nhà đối kháng Stock City. Thiên không thành, tình huống trước mắt còn tính là ổn định, ở vào bảng điểm trung du vị trí, không trải qua không thể tranh Champions League khu. Hạ không cần trụ hạng dưới tình huống, bọn họ ý chí chiến đấu cũng không phải đặc biệt thịnh vượng. Ở cộng thêm Stock City trước mắt thuộc về thay máu giai đoạn. Rút tuổi tác quá lớn, đã không cách nào đảm nhiệm tấn công đầu mũi tên công tác, mà thay thế hắn cầu thủ Jose không thể hoàn toàn dung nhập vào đoàn đội hình chính giữa. Mà dưới tình huống này đối mặt Arsenal, chưa tính là một đặc biệt tốt tin tức. Rất nhanh, hai bên hội tụ ở Emirates Stadium. Mà nhiều mặt ánh mắt cũng tập trung ở trận đấu này. Trận đấu này sở dĩ đạt được như vậy chú ý, rất lớn nguyên nhân là Nhạc Khải quan hệ. Truyền thông cùng với người hâm mộ đều ở đây tò mò, Nhạc Khải có thể hay không kéo dài tuần trước trạng thái, tiếp tục lấy ra cái loại đó thống trị cấp biểu hiện. Mà tranh tài mới vừa bắt đầu, Nhạc Khải liền lên diễn một lần chọc khe cầu chế đơn đao tiết mục, trợ công Suarez đánh vào ghi bàn. Chọc khe cầu. Xinh đẹp liên động dính dấp, ở Arsenal truyền khống hệ thống trong, Stock City tuyến phòng ngự hoàn toàn mất đi năng lực phán đoán, bọn họ mù quáng truy đuổi quả bóng, cuối cùng bị Khải một cước xé ra phòng tuyến. Andy. Gray hưng phấn hô to, tranh tài vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ. Arsenal liền thu được ghi bàn, Khải vẫn vậy giữ vững bật hết hỏa lực trạng thái. Cái này cầu dính dấp quá đẹp. Một bên Richard cũng là không nhịn được thở dài nói, Arsenal đang xử lý thời điểm tiến công, ý nghĩ của bọn họ cực kỳ rõ ràng, Sanchez cánh phải bị chặn lại sau, hắn lập tức liền chuyền dài cầu trực tiếp dời đi, Aubameyang hoàn toàn không có đột phá ý tứ, hắn một cước đem quả bóng chuyền cho Suarez. Lúc này Stock City tuyến phòng ngự chú ý từ bên phải đi phía trái nhanh chóng dời đi quá trình, mà một cước này chuyền bóng lệnh bọn họ không thể không đem sự chú ý đặt ở Suarez trên người. Mà Suarez kế tiếp lựa chọn rất mấu chốt, hắn hoàn toàn có thể lựa chọn xoay người cứng rắn đột phá, nhưng hắn cũng không có làm như thế, lựa chọn của hắn càng thêm thông minh. Suarez đem quả bóng chuyền về cho sau lưng Khải, Stock City trung vệ vốn là muốn lên cướp, một cước này trực tiếp để cho vị trí của hắn thuộc về một phi thường lúng túng địa phương. Sau liền rất đơn giản, Khải trực tiếp đưa ra một cước chọc khe cầu, phối hợp Suarez hoàn thành thế một đối một ghi bàn. Toàn bộ tấn công quá trình lưu loát tự nhiên, điều này làm cho ta thấy được mùa giải trước Arsenal cái bóng. Richard lời nói lệnh trước máy truyền hình người hâm mộ Arsenal cực kỳ vừa lòng. Arsenal lần này tấn công thật là quá mức đẹp, hoàn toàn không có cái loại đó lỗ mãng cứng rắn đột cảm giác, mà là thuận theo tự nhiên, chuyện tất nhiên bình thường. Từ Sanchez dời đi mới, Arsenal liền đã biết nên như thế nào đi sáng tạo ghi bàn vậy. Tất cả mọi người đều biết bọn họ kế tiếp nên làm gì. Mà loại này cá thể giữa dưới sự phối hợp, toàn thân liên động liền dậy. Đá xinh đẹp. Các anh em. Nhạc Khải cười vỗ tay. Lần này tấn công thật có chút mùa giải trước mùi vị, liên tục bốn chân nhanh chóng dời đi dính dấp xé ra phòng tuyến của đối phương tạo nên ghi bàn. Toàn bộ tấn công đơn giản hữu hiệu. 5 phút đạt được ghi bàn. Cái này lệnh Arsenal tranh tài trở nên nhẹ nhõm không ít. Stock City cũng rất cố gắng mong muốn gỡ hòa tỷ số. Làm thiên không thành, chiến thuật của bọn họ rất đơn giản, chuyền dài treo bổng. Không ngừng hướng Arsenal vòng cấm địa bên trong đánh bóng bổng, hy vọng trung phong Jose đi tranh bóng bổng. Jose cũng rất liều mạng nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ này, nhưng phát hiện 192 hắn vậy mà không tranh nổi 185 Nhạc Khải. Đây là một cái làm người ta bi thương câu chuyện. Stock City lần nữa đánh bóng bổng, cái này cầu phi hành độ cao hơi cao một chút, bình thường cầu thủ cho dù toàn lực lên nhảy cũng rất khó đi tiến hành tranh bóng bổng. Đây chính là Stock City chiến thuật, dùng chiều cao cứng rắn điều kiện đi làm thịt đối thủ. Jose có 192 chiều cao, cũng có ưu tú khả năng không chiến, cái này trở thành hắn gia nhập Stock City cơ hội. Là một người Tây Ban Nha, Jose không giống cái khác Tây Ban Nha cầu thủ vậy có ưu tú dưới chân kỹ thuật, mà là lấy thân thể đối kháng cùng với đánh đầu tranh bóng bổng nổi tiếng. Đây cũng là hắn có lợi nhất vũ khí. Hắn từng dùng cái này hạng vũ khí sáng tạo qua rất nhiều rực rỡ thời khắc. Hắn cũng bị người hâm mộ xưng là trời cao máy bay ném bom. Mà hôm nay, bộ này máy bay ném bom gặp phải máy bay rơi nguy hiểm. Jose gắt gao chống đỡ cầu, cái này cầu độ cao vừa lúc thích hợp với bản thân, cho dù là đất bằng phẳng lên nhảy, hắn cũng có thể đến. Vì thế hắn trực tiếp đứng ở điểm rơi chỗ, cũng không tiến hành vu hồi chạy đà. Mắt thấy quả bóng tức sắp đến, Jose thân thể trùng xuống sút thế lên nhảy. Ngay tại lúc này, Jose đột nhiên nhô lên. Hắn nhìn quả bóng cách mình càng ngày càng gần, trong mắt sắc mặt vui mừng cũng là càng phát ra nồng hậu. Nhưng vào lúc này, trước mắt đột nhiên tối sầm. Ầm. Một vệt bóng đen từ trước mắt nhảy vọt qua, quả bóng cũng là ứng tiếng biến mất. Jose rơi xuống đất. Hắn mặt kinh ngạc quay đầu. Hắn thấy được giống vậy rơi xuống đất Nhạc Khải. Đứng lại vị trí. Thuê ngươi phải trông coi hắn, mà không phải chạy đến trước mặt tranh bóng bổng. Nhạc Khải trống giận lệnh Mertesacker sắc mặt lúng túng. Hắn xác thực đá quá kích tiến, vốn muốn nhào lên cướp giải quyết phiền toái, nhưng hiển nhiên phán đoán sai lầm. Nếu như không phải Nhạc Khải, Jose thật có thể hoàn thành tranh bóng bổng sau, đã sớm ghi bàn. Lui về. Lui về. Chuẩn bị tranh bóng bổng. Stoke City phạt góc, Arsenal khẩn cấp bố phòng. Khải phòng thủ trạng thái quá tốt rồi, Jose chiều cao nếu so với Khải cao hơn 7 cm. Nhưng Khải nhảy năng lực quá mạnh mẽ, đền bù thậm chí kéo ra chiều cao phương diện chênh lệch. Andy Gray thở dài nói, hắn cũng có thể đi chơi bóng rổ. Stoke City sắp phát ra phạt góc, một đám cao lão cũng tràn vào Arsenal vòng cấm địa bên trong. Đối với rất nhiều cầu thủ mà nói, cái này trung bình chiều cao 190 Stoke City cầu thủ chỉ riêng đứng ở nơi đó liền cho người một loại rất mạnh chèn ép cảm giác. Tất cả mọi người cũng xúc thế đãi phát. Lúc này, phạt góc mở ra. Stoke City cầu thủ lập tức bắt đầu hành động. Mà Nhạc Khải thời là trước tiên hướng phía sau chạy đi. Hỏng bét. Phía sau. Nguy tầm. Andy Gray còn chưa hô ra hiểm chữ, hắn đã nhìn thấy ở hai cái cao lão trung gian, Nhạc Khải nhô lên, hắn ở hai người giáp công trong thọc tới quả bóng, hoàn thành giải vây. Thượng đế! Hắn nhảy quá cao. Andy Gray ôm lấy đầu, mặt thở dài nói, một đám 190 lớn cao lão không có thể chịu ở đến từ Khải áp chế, Khải ưu tú thân thể năng lực đền bù chiều cao bên trên chênh lệch. Arsenal phản kích. Richard cũng là thuận thế trống to. Nhạc Khải giải vây lệnh Arsenal nhanh chóng tiến vào phản kích trạng thái. Sanchez, Suarez, Aubameyang hiện ra ba cái đường thẳng xông về phần sân đối phương. Bọn họ phản kích tốc độ rất nhanh. Chuyền bóng tần số nhanh hơn. Trong nháy mắt liền đi tới đối phương vòng cấm địa bên trong, Aubameyang giả bộ sút gôn, gạt đảo đối phương phòng thủ cầu thủ sau, khẩn cấp ngoặt bóng, chợt đứng tấn chân trái oanh cửa. Một cước này sút gôn đánh một góc xa đường vòng cung, quả bóng ứng tiếng nhập lưới. 1-4 phút, Arsenal đánh vào thứ hai ghi bàn. 20 phút không tới, Arsenal liền đánh vào hai cái ghi bàn. Điều này đại biểu trận đấu này thắng bại quan hệ cơ bản đã xác định. Stoke City cầu thủ nét mặt cũng là cực kỳ đưa đám cùng với ảo não. Bọn họ đã tận lực, nhưng vẫn vậy không cách nào gánh nổi Arsenal tấn công. Cả nửa trận kết thúc, bọn họ vẫn vậy không có thể thu được phải bất kỳ ghi bàn. Xem xét lại Arsenal thời là ổn hạ tiết tấu, lấy 2-0 tư thế tiến vào trung tràng nghỉ ngơi giai đoạn. Hai bên cầu thủ đi về phía phòng thay đồ. Mane mới vừa dậy, Wenger liền hô, đi nóng người. Mane ánh mắt sáng lên, hắn mặt mừng rỡ trực tiếp chạy đi nóng người. Bởi vì Arsenal nhanh chóng xác lập ưu thế, dự bị nhóm có thể đạt được đủ thời gian lên sàn. Mane không thể nghi ngờ là may mắn. Chương 119, đây là xe tăng đi. Mane rất tích cực nóng người, cái này rất có thể là hắn gia nhập hào môn mạng ra mắt, hắn nghĩ muốn xuất ra đủ biểu hiện. Lúc này Mane liền giống như một hưng phấn hài tử vậy. Dù sao có thể ở Emirates Stadium ra mắt, đối với đại đa số cầu thủ mà nói, đây đều là một giống như nằm mơ chuyện. Bất quá, Wenger cũng không ở giữa sân nghỉ ngơi giai đoạn trực tiếp thay đổi người, mà là thoáng chờ đợi. Mane cũng là hoàn thành nóng người sau, bọc áo khoác lông, bảo đảm thân thể sẽ không lạnh đi. Hắn đang ở đứng ở Wenger bên người, hai người nhìn chằm chằm sân bóng. Mane ánh mắt tập trung ở Nhạc Khải trên người, cho dù là hắn đối với kỹ thuật của mình có đủ tự phụ cùng với kiêu ngạo, hắn cũng cần thừa nhận, Nhạc Khải đội trưởng này mạnh có chút kỳ cục. Stock City nhiều lần tấn công đều bị Nhạc Khải một người hoàn thành cướp bóng, tấn công lúc, càng là hóa thân làm tháp chỉ huy, một cước chân chuyền bóng tinh chuẩn làm người ta căm phẫn. Đối mặt như vậy Nhạc Khải, làm đối thủ có chỉ là tuyệt vọng. Thật là mạnh. Mane không nhịn được thán phục. Một bên Patricia mắt liếc Mane, đạo, cố gắng là sẽ không cô phụ bản thân, nếu như ngươi xem qua Khải bình thường huấn luyện lượng. Đó chính là hiểu, đây hết thảy đều là hắn nên được. Lúc này, Nhạc Khải ở giữa sân lần nữa hoàn thành cướp bóng. Cơ hội tốt. Mane cùng Patricia đồng thời kêu một câu. Ánh mắt của hai người nhìn về Nhạc Khải, hai tên Stock City cầu thủ đã xông về Nhạc Khải. Trong lòng hai người căng thẳng. Lúc này Nhạc Khải dưới chân đem quả bóng hoành phát, dùng bả vai đứng vững một người áp lực, đồng thời chân phải kéo cầu xoay người. Ở xoay người quá trình trong, Nhạc Khải thật chặt che chở cầu, nòng cốt dùng sức cứng rắn gánh nổi đối phương đụng, lão đảo nặng ra hai người kẹp phòng. Đối mặt hai người ác ý thân thể đối kháng. Nhạc Khải cứng rắn gánh được, hơn nữa còn hoàn thành qua người. Một màn này trực tiếp đem Mane nhìn ngay người. Đây là xe tăng đi. Mà tuôn ra lưới bao vây Nhạc Khải, chân phải hung hăng xoa hướng quả bóng. Quả bóng bay vọt đối phương tuyến phòng ngự, chính xác rơi vào Aubameyang phía trước. Ô hát! Khải! Hắn liền muốn chiến như thần sừng sững không ngã, liên tục đụng đều không thể để cho giành lại Khải dưới chân cầu, mà tuôn ra lưới bao vây Khải, lần nữa truyền ra một xinh đẹp đường vòng cung cầu. Aubameyang gia tốc. Hắn vẫn còn ở gia tốc. Sút gôn sao? Phân phối bóng. Rất đoàn đội. Suarez ngã xuống đất xẻng bắn. Ghi bàn. Suarez lập cú đúp. Điên cuồng Arsenal. Điên cuồng Khải. Stock City phòng tuyến đối mặt toàn diện sụp đổ. Stock City các hậu vệ gương mặt đưa đám. Bọn họ nhìn khung thành trong quả bóng, bọn họ đã hết sức cố gắng phòng thủ. Nhưng vẫn vậy không có thể tạo được bất kỳ hiệu quả nào. Bọn họ biết bản thân cùng Arsenal có trên thực lực chênh lệch, nhưng cái chênh lệch này to lớn không khỏi làm người ta quá mức tuyệt vọng. Toàn bộ Emirates Stadium đã sôi trào. Người hâm mộ Arsenal nhóm tiếng hoan hô liên tiếp, bọn họ dùng lớn nhất thanh âm tới tương ứng pháo thủ nhóm ưu tú phát huy. Hiện trường càng là vang dội Suarez tên. Suarez cũng là cực kỳ hưng phấn. Hắn cảm giác Arsenal đã tiến vào trạng thái. Ở cướp phân đại chiến thời khắc, ở thời điểm mấu chốt nhất. Arsenal trạng thái trở lại rồi. Wenger cũng là tại chỗ bên nhẹ nhàng vỗ tay. Chợt, hắn làm ra thay đổi người dùng tay ra hiệu. Aubameyang bị hắn đổi xuống dưới. Mane dự bị đăng tràng. Aubameyang ở trận đấu này một truyền một bắn, loại biểu hiện này lệnh hắn vô cùng hài lòng, vì vậy cho dù là bị đổi lại, hắn cũng là cười tươi như hoa. Ngược lại, Mane không cười nổi. Hắn vẫn còn có chút khẩn trương. Dù sao cũng là bản thân màn ra mắt, hắn cũng không thể làm hỏng chuyện. Mane cùng Aubameyang hoàn thành vỗ tay, chạy vào sân bóng. Đi vào sân bóng một khắc kia, bốn phương tám hướng tiếng hoan hô lệnh thân thể hắn run rẩy. Đây là đang phần lớn câu lạc bộ chưa từng có cảm giác. Cái loại đó điên cuồng tiếng hoan hô lệnh hắn tóc gáy đứng đấy, mặc dù hắn biết những thứ này không phải đưa cho mình, nhưng hắn vẫn vậy cảm thấy vô cùng phấn chấn. Đi tới vị trí của mình sau, Mane có vẻ hơi khẩn trương. Mà hiện trường giải thích Jorge Adam cũng ở đây giới thiệu Mane. Đến từ Senegal các tiểu tử, hắn gọi Sadio Mane, trẻ tuổi tiểu tử lần đầu tiên ở Emirates Stadium đăng tràng, để cho chúng ta chúc phúc hắn có một ưu tú biểu hiện. Ở lớn ưu thế dưới tình huống, Arsenal người hâm mộ cũng là tâm tình thật tốt. Bọn họ chút nào không keo kiệt đưa cho Mane tiếng vỗ tay cùng với tiếng hoan hô. Cái này cũng lệnh Mane cảm thấy cực kỳ phấn chấn. Nhạc Khải liếc nhìn Mane, hắn cũng không đi theo hắn tiến hành trao đổi, đang huấn luyện thi đấu lúc, hai người cũng có qua một ít phối hợp, hắn biết Mane thích như thế nào chuyền bóng. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Stock City ở giao bóng sau, bọn họ không ngừng đem quả bóng chuyền về. Bọn họ thật giống như mất đi tấn công dục vọng, hoặc là nói không biết nên như thế nào đi tấn công. Dựa theo trước kinh nghiệm, quả bóng đã tiến vào Arsenal trung tràng tuyến, bọn họ liền phải tao ngộ Nhạc Khải cùng với can cực lớn tranh chấp áp lực. Một không tốt cũng sẽ bị Nhạc Khải một cước đánh phản kích. Đây là phi thường khó chịu chuyện, cái này cũng lệnh bọn họ trở nên vô cùng cẩn thận. Mà đang lúc bọn họ ở phía sau trận lề mà lề mề thời điểm, Arsenal các cầu thủ cũng sẽ không để cho bọn họ như vậy nhàn nhã đi xuống. Đặc biệt là Mane. Hắn vừa mới lên trận, thể năng dư thừa dưới tình huống. Mane bắt đầu ở phía trước trận tích cực chạy tranh chấp. Hắn tranh chấp làm đối phương chuyền bóng tiết tấu bắt đầu dần dần trở nên hỗn loạn lên. Mane rất cố gắng ở cướp cầu, ở hắn tranh chấp dưới áp lực, Stoke City chỉ có thể về phía trước chuyền bóng. Không dám ở phía sau đảo cầu. Stoke City đem quả bóng chuyền cho trung tràng cầu thủ, nhưng Bojan mới vừa nhận được cầu, hắn liền thấy Nhạc Khải hướng bản thân vọt tới. Dưới tình thế cấp bách, hắn lập tức kéo cầu xoay người chuyền về. Hắn bởi vì quá mức gấp gáp cùng với lạc hậu tâm tính dưới ảnh hưởng, một cước này cầu truyền có chút quá mức dùng sức. Afellay đón da đầu dừng bóng, nhưng quả bóng đụng vào đệm bên trên lộ ra xa 2 mét. Afellay liền vội vàng tiến lên mong muốn che bóng. Nhưng có người phản ứng nhanh hơn hắn. Mane. Cơ hội. Mane ở Bojan chuyền bóng một khắc kia liền bắt đầu khởi động. Làm Afellay dừng bóng sai lầm lúc, hắn lại trùng hợp đang ở phụ cận, vì vậy hắn nhanh chóng xông về quả bóng, dẫn đầu một cước đem quả bóng thọc tới. Lướt qua Afellay sau, Mane dẫn bóng xông về vòng cấm địa, Arsenal các cầu thủ cũng nhanh chóng biến thành tấn công đội hình. Mane dẫn bóng vọt lên, hắn nội tâm vô cùng kích động. Cái này rất có thể lệnh hắn nghênh đón Arsenal thủ cầu. Ghi bàn. Ghi bàn. Giờ khắc này, Mane đầy đầu đều là ghi bàn. Suarez cũng là thấy được Mane động tĩnh, hắn biết người này mong muốn sút gôn, vì vậy lập tức hướng về phía cánh lôi kéo, mong muốn hấp dẫn đi lực lượng phòng thủ. Mane khi tiến vào vòng cấm địa sau, người này lên chân rất quả quyết. Trực tiếp má ngoài vụt bóng. Mane sút gôn. Quả bóng đụng vào Sako cẳng chân chỗ, khúc xạ phía bên phải bên. Johnson chân to đem quả bóng đá thật xa hoàn thành giải vây. Quá nóng nảy a. Andy. Gray lắc đầu nói, Suarez đã vì hắn kéo ra khoảng trống, Mane nên ở mang một bước, sau đó tại lựa chọn sút gôn. Bất quá Mane tích cực chạy vẫn là vì Arsenal nên đón một lần tấn công cơ hội. Hắn đã làm rất tốt. Richard nói, chúng ta không thể trông cậy vào mỗi một người mới ở màn ra mắt lúc đều là ghi bàn, biểu hiện của hắn đã đầy đủ tích cực. Không có thể ghi bàn. Mane có chút mất mát. Hắn nhìn về Suarez làm ra xin lỗi dùng tay ra hiệu. Nếu như mới vừa rồi cái đó cầu truyền đi, hoặc giả có thể mò một trợ công. Đối với lần này, Suarez cười khoát khoát tay, tỏ ý không có sao. Hắn rất rõ ràng những thứ này dự bị nhóm mong muốn ghi bàn tâm tính, dù sao đối mặt sút gôn cơ hội, ai có thể nhìn được. Hơn nữa lần này tấn công cơ hội là Mane sáng tạo, cái này càng không thể nói. Nhạc Khải đã gãy quay trở lại, chuẩn bị nhận banh. Stoke City nửa trận sườn địa khu Tây ném bóng, Monreal đem quả bóng ném cho Nhạc Khải. Hắn nhắm ngay Nhạc Khải chỗ đùi ném tới, để cho hắn có thể vừa lúc dừng bóng. Mà lúc này, Stoke City cầu thủ Afellay cũng là xông về Nhạc Khải. Hai người thiếp thân dưới tình huống, Nhạc Khải đột nhiên ngồi xổm xuống chu cái mông, Afellay nhất thời bị Nhạc Khải đỉnh đi ra ngoài. Chu mông lớn Pháp đã bị Nhạc Khải chơi như lửa thuần tình. Đẩy ra Afellay sau, Nhạc Khải xéo xuống kéo cầu xoay người, cẳng chân dùng sức đột nhiên đâm xuyên trung tuyến, xông về vòng cấm địa. Ngăn hắn lại. Stock City cầu thủ kinh hãi. Nhạc Khải hướng điệu bộ rất dọa người. Stock City cũng là sai phái đại lượng lực lượng đi hạn chế Nhạc Khải. Lúc này Nhạc Khải đã đi tới vòng cấm địa tuyến. Đùi phải xoay tròn. Hắn muốn sút xa. Sako kêu lên một tiếng, nhanh chóng xông về phía trước, ngang một xoạc bóng, nghĩ phải hoàn thành che kín. Nhạc Khải đùi phải nhanh chóng hạ kéo. Sako trượt đi trong, hơi nhấc chân, bất quá lại không có thể nghênh đón bất kỳ đụng xúc cảm. Chuyện gì xảy ra? Khi hắn nghiêng đầu nhìn lại lúc, hắn phát hiện Nhạc Khải đạp cầu, cứ như vậy xem hắn trượt đi mà qua. Chờ Sako trượt trôi qua về sau, Nhạc Khải cẳng chân biên độ nhỏ đong đưa, dùng mũi chân xoa một cái quả bóng. Quả bóng lướt qua đối phương tuyến phòng ngự hướng về sau lưng. Suarez nhanh chóng tiến lên. Cướp ở thủ môn trước đem quả bóng nhẹ nhàng đệm một cái. Quả bóng gần như lướt qua thủ môn mặt càng tới, rơi vào khung thành chính giữa. 7-6 phút đồng hồ, Nhạc Khải trợ công lập cú đúp, Suarez diễn ra hat-trick. Arsenal 4-0 Stock City.